không bao giờ trực giác nữa, trực giác không bao giờ có cái trực giác thành tâm nó tâm à, đã giờ tôi chỉ vui cái này tôi cũng thấy, tôi cũng như thấy anh thôi đâu này chị cũng thấy tôi định nói đấy anh chứ chị đi đâu dạ. Giờ qua mình qua cái chương chương 3 chắc thế. Chương 3 chương 4. Hai cái chương này nó là một, nó chia làm hai phần. Người con chia làm hai á. Tôi cũng nhắc lại trong mấy cái hai cái chương trước. Thì tôi chỉ nói một cách tóm tắt về cái ý của những điều mình cần nói. Chứ còn mà nếu muốn hiểu là thực sự phải đọc. Còn mình đây là mình gợi ý, không đọc, mà đọc bản cần thì đọc cái bản giải thích trước bản huyền luận đó, có một số ý, nhưng mà đọc để cho nhiều lần, để nghĩa là phải đọc chính văn, không ai thay thế cái chính văn, không có người nào giảm thay cái chính văn được. Nhưng mà mình chưa quen á, mình chưa quen thì lần đầu tiên người ta hướng dẫn tới gợi ý, và sau đó tự mình hiểu đấy. Cái lời không quen là nhiều khi có một số từ ngữ nó bị hạn chế bởi cái ngữ vựng, cái cấu trúc ngữ pháp, cái hình ảnh mình không quen, cái thể tài nữa, thì nó đọc văn nó mà hiểu nó bị chi phối bởi nhiều cái thứ, bị nhiều điều kiện đó. Nó thứ nhất là về ngữ vựng nè, mình không quen ngữ vựng nè, mỗi ngữ vựng trong một ngữ cảnh nó khác nhau, mình quen cái ngữ cảnh. Một cái từ ngữ ngoài đời chứ mà anh đọc sách thì biết nó vậy, trong khi đưa vào trong những cái trang sách nó viết về khoa học thì ngữ cái ý nghĩa nó khác, đưa vào trong kinh tế nghĩa nó khác, mà đưa vào chính trị nghĩa nó khác, mà cái ngữ cảnh nó khác liền, không có chữ nào mà cố định được. Thì trong vậy như vậy, mình không quen cái ngữ cảnh đó mình chịu thua. Cũng như hàng ngày ấy, cái người mà không quen đọc sách kế á, thì vào thật ra từ nào cũng hiểu hết, tai thì đều hiểu hết á, mà chả hiểu gì. Về cái ngữ cảnh trong đó cũng triết gia này theo ngữ cảnh khác này. Quen cứ quen không tư gia không bao giờ hiểu, mà trong kinh cũng vậy, mà đa số các anh chị ấy, có hai cái để không quen. Cái thứ nhất á, không quen á, là mình cho bao giờ đọc tới, cái đó thì mình có thể vượt qua được. Nhưng mà không quen thứ hai là mình thích cái sự sống trong trạng thái đó. Vì anh làm việc ở ngoài khi trường hợp như tôi chẳng hạn, thì nếu gặp trường hợp tôi nghĩ cái này phải diễn tả nó bằng cái từ ngữ gì, trong những từ ngữ chân xuất hiện cho mình thành nó, cái ngữ cảnh nó quen. Giống như người ta làm thơ làm văn rồi đó, tìm chỗ nó quen thì họ có ngữ cảnh riêng của họ. Thì cả hai cái này, thì cái đầu á mình đọc sách mình tra thì được, những cái thứ hai là phải luyện tập, mà cái học phải cần cái này à, tự mình làm lấy sao hiểu được nhiều. Cái này là cái kinh nghiệm, không có sách vở dạy được đâu, mình tự phải làm lấy. Chứ anh chị cứ chờ thầy, cũng bao giờ thầy nào có thể thay mình được hết á. Mình chỉ cần một ít mình quen, rồi sau đó là thiệt đó cũng cần thầy, mình đọc mình cũng hiểu, sách vở mình không hiểu, chứ không có thằng nào giảm cho mình được hết, hoài hoài hết á. Thì hai cái phần đó mình học. Nhưng bây giờ chưa quen thì tôi nói chuyện chưa quen một số từ ngữ, được số quen một cách suy luận, tức là tâm khi nói chuyện tôi nói như vậy, tôi có dẫn nhiều cái trường hợp quanh cái đó nó quen, cái cách dùng chữ nó quen, mình vô được ngữ cảnh của nó là hai cái, tức là về cái ngữ vựng ngữ này. Chứ còn cấu trúc ngữ pháp nó có đặc biệt cái đó không cần, thì chắc cái này nó cái phần phần chi tiết muốn hiểu sâu nữa là cấu trúc, mà cần phần cũng từ ngoài đi vào. Nhưng đó là cái gọi rằng là cái kết cấu của cái đoạn văn, tức là hình thức văn chương, một cái có hình thức riêng. Ở đây mình nói ví dụ như là mình đọc thơ đường này, mình không biết luật thơ đường, không đọc quen cái niêm luật của thơ đường, không bao giờ biết nó hay. Người ta dịch cách nào mình hiểu hết, tra hết từ điển, mà ngồi ta giảng mình bắt đọc không bao giờ thấy hay, nhưng phải quen mới thấy hay. Đẹp quen cái niêm luật của nó, niêm luật nó thành cái thuộc lòng trong tay. Cũng giống như mấy chuyện nghe nhạc như vậy đó, nghe thì lên xuống trầm thì mới thay được. Nhưng mà thay hay được á là phải học, học nghe từng tập, tập cái này học tập nghe, nghe gâm trưởng, tập nghe gâm thứ, tập gâm trưởng để gặp gâm đô như thế nào, gâm la như thế nào, học từng gam nghe thì mới quen, mới nhận thức được. Đó là cái cấu trúc của nó, cái văn này vậy. Mỗi cái tác phẩm, mỗi đoạn cái bài kinh đó có những hình thức văn pháp riêng, cái hình thức trình bày riêng. Ví dụ chung kinh giảng đại thừa có hình thức chung rồi, mình có hình thức chung.
thì là mình tập trung thì mình nhận ra, nhưng mà trong cái hình thức chung có những cái riêng trắng, những cái riêng thì mình đi sâu mình cần từ từ mình đi tới, nhưng mà cái chung là phải có một cái đó. Thành ra là ví dụ kinh Đại Thừa, những kinh Pháp Hoa, những kinh Hoa Nghiêm này, rồi là kinh, kể cả kinh Lăng Già này, kinh là kinh Vô Ma Cập này, có những cái bố cục riêng của họ, và bố cục riêng mình quen cách này trong cách nói chuyện. Thì vì kinh này khác với kinh Nguyên Thủy, kinh Nguyên Thủy là trực tiếp Phật nói sao người ta ghi lại, mà không có chủ trương gặp người nào Phật nói người đó, mà tất cả người đó không phải là ai cũng lòng thanh cả, quan có quan quyền, có trí thức, có bằng cùng, có người học cao thấp, có gặp đâu nói đấy, thành ra ngôn ngữ nhiều khi nó mâu thuẫn nhau, tức là cũng vấn đề hỏi đó, mà nói với người trí thức nó khác, mà nói với người bình dân nó khác, nói với vua chúa nó khác, nói với cái người đi buôn nó khác, lời tâm ngôn ngữ như vậy chết y như vậy, không cấu trúc lại, không kết cấu lại, thì đọc cái đó có cái gì, có cái khó là vì là mình không sống trong thời đại đó, không sống tâm trạng của người đó, nhiều khi không hiểu, thành ra trong đó cái kinh nó đọc rất dễ, mình thấy tầm thường, tại vì nó liên hệ tới đời sống hàng ngày, gặp người chăm bò Phật nói chuyện với người chăm bò, gặp người cày ruộng nói chuyện với người cày ruộng, nhưng mình hiểu chưa hết á thì chắc hiểu, mình cho coi chuyện đi cày, mình cho coi chăm bò thì chắc hiểu hết cái tâm trạng này, nó khó. Còn trong kinh Đại Thừa thì thực văn học nó có cái khó là kết cấu nó, là mình thấy nó phức tạp, nó không đơn giản, nhưng mà nó dễ hiểu hơn, là nó dùng rất nhiều biểu tượng, quen với biểu tượng thì hiểu liền, đọc nhiều quen hiểu liền. Cái ngôn ngữ của văn học nó có cái biểu tượng riêng của nó. Ở trong kinh Đại Thừa thì như phóng hào quang, mình quen cái chuyện phóng hào quang, rồi du hí thần thông, vận động du hành này, những cái này là cái biểu tượng của ngôn ngữ. Mình không cần biết sự thật, không cần hỏi cái người ngoài, ta học ta hỏi đó là cái này có thật hay không, đó ông Phật ngồi phóng hào quang như vậy có thật hay không, cái người đọc sách không cần hỏi như vậy, mà chỉ rằng cái phong quán như vậy mình cảm giác như thế nào đó mà thì hiểu được cái này. Chứ đừng có hỏi sự thật cái không, hỏi sự thật là không bao giờ đâu. Cũng như đọc truyện Tây Du mà hỏi đóng tề thiên đà thanh có thật không, không bao giờ thấy cái truyện Tây Du nó hay, mình phải ngồi đi tìm. Đọc trong tam tạng vậy, đóng tam tạng như huyền trang không giống tam tạng trong cái lịch sử, có người biết xạo không bao giờ thấy tam tạng, không bao giờ thấy cái hay của tam tạng trong đó, không bao giờ thấy hay nữa. Đọc kinh cũng vậy, có ngôn ngữ của nó, cũng như là trong chuyện Nguyên Du á, diễn tả ngôn ngữ văn học mà khuôn trăng đầy đặn, ta nói con nhiều mà cái mặt trời quay như cái mặt trăng đẹp chỗ nào nhưng mà cái biểu tượng của nó, người ta hiểu được cái mặt trăng, cái con sắc mặt trăng, người ta thấy cái đẹp của mặt trăng, thấy mặt người dù không tròn nữa, dù dài như mặt mờ nữa, nhưng mà khi nghĩ đẹp nó thấy tròn như mặt trăng. Đây là cái biểu tượng của nó, trừu tượng hóa, thì cái đọc sách á nó có cái lợi cho mình là mình trừu tượng hóa. Nhưng mà nó hướng dẫn mình trừ tượng hóa vẫn có thực tế, chứ không bao giờ thành ảo tưởng. Thì trong cái kinh điển mà đọc nó cái lợi nhập thành, mình phải tự đọc lấy, nghe chưa? Mà thì cái phần này ngoài lề, nhưng mà cái đây là nói cái kinh nghiệm đọc, để tôi chỉ như vậy. Rồi đọc thì các anh chị về cứ đọc, thí dụ đọc không hiểu cái gì không hiểu bỏ qua, cái gì hiểu thì đọc, cũng như mới đọc thơ vậy đó. Bài nào hay thích thì mình đọc, bài nó hay mình bỏ, chứ đọc thơ đâu có ai bắt buộc phải đọc đâu, đọc hết đâu, nghe chưa? Bài nào hay thì mình đọc, bài nào thích bỏ, cái này cũng vậy. Nhưng mà từ từ cái đoạn này nó dùng cái đoạn khác, quen cái đoạn nó sáng thị rồi hết. Thế bây giờ là nói giờ để tôi nói một cái cách tổng quát quá ha, anh chị nhớ những cái điều này để tự mình đọc lấy, không thu uổng này. Mình có cái gia tài, cái Phật bảo mình uổng, mình có chờ thầy không, mình nghe nó hay, không biết đâu hay, nghe tới khen bắn nhạc cũng biết thôi hay quá, mình nghe tôi nghe những quánh nhau nghe rầm rầm chả thấy gì ai trình để thấy ai, không bao giờ thấy được, phải tập để mình tự mình thưởng thức. Kinh điển cũng vậy, mình thấy cái giá trị của nó, mình biết cái cao siêu của nó, mình muốn học phải tập để thấy cái hay của nó, chắc không theo thầy được, không có một thầy nào chỉ cho mình được hết rồi. Không có lý thuyết nào chỉ cho mình thấy cái hay của nó được hết rồi. Thì trong này á, bây giờ qua tới cái chương hả, qua cái chương 3-4 này có một số vấn đề tôi nói trước. Thì trong này bắt đầu nói cái chuyện là ông Vua Ma Cập nằm bệnh ngang, rồi ông nghĩ nếu mình bệnh thế này mà Đức Phật á mà tự biết, chẳng lẽ Phật cũng cho người đến thăm, là suy nghĩ nữa. Thì cái trong cái ngôn ngữ á, gần như là cái chương này mâu thuẫn với chương trước. Cái chương trước á thì nói rằng Vua Ma Cập cũng giả bệnh,
mà giả đò thì mắc gì Phật đi thăm, Phật khùng quá mà không biết ông giả đò mà đi cho ông đi thăm chi vậy. Thành nó giữa cái chân và cái giả. Cái này cái ngôn ngữ cái này là chứ thực tế thì không có cái chuyện đó. Thực tế biết rằng mấy ông giả bệnh đó, thì ông chả bao giờ nghĩ tới tôi giờ tôi thí dụ tôi giả bệnh nha hả, tôi cũng ra tiếp khách tôi làm bệnh, chẳng lẽ tôi giả bệnh tôi còn mong ai tới thăm, mong người ta gạt tới thăm chơi cho vui được, như người cần á, tôi cần tới thí dụ như là ai mượn tiền hoặc bạc hay gì đó tôi muốn đòi á, tôi mong cho tới thăm thiệt, chứ còn ngoài ra là không muốn như thế này. Nhưng mà trong con người nó cái mâu thuẫn đó, thấy cái mâu thuẫn này, thấy cái mâu thuẫn thì tự mình sẽ hiểu được tại sao nó như vậy, để hiểu được cấu trúc của cái kinh nó giữa thật và giả đó. Là cái chỗ này lưu ý một chút. Rồi sau đó thì khi đó mới Phật mới là biết được ý nghĩa của như mà mới kêu các đệ tử đi thăm. Biết ý nghĩa tức là biết ông Như Quật muốn Phật đến thăm, và biết ông bệnh, bệnh sai người đi thăm. Thì trong đó mà dạy 10 đại đệ tử mà từ chối hết. Thì cái vấn đề này thì ai cũng biết rồi, mà thành đó là một cái đề tài nổi tiếng ở trong cái giới đại thừa. Nhưng mà cái nổi tiếng này, cái đề tài này nó cũng phản tác dụng. Là coi như nhưng mà cần ông giỏi quá rồi là ông đùa giỡn các vị thánh. Các vị thánh thắng đùa giỡn hết. Ông chọc kẹo đùa giỡn đó nó khôi hài. Thì cái cách này làm ra là có một số người, một số không ít đồng dường nhà phê bình á, dựa theo Duy Ma Cập thì cũng chê mấy vị này, giống như kiểu như giống như là giống như thí dụ là mình chê sao đây, mấy chị tìm cái thí dụ đi, có nghĩa rằng là mình thấy người ta chê thì mình chê theo á, gọi là chê leo á, cái nó tạo thành cái hậu quả không tốt, tâm lý không tốt, rồi mình không tìm thấy cái chân lý rồi. Thấy rằng là trong viên nó cộng phê bình những ngày xá lệ phát các việc phê bình gọi là sát ván á, sát nút á, sát ván á, rồi mình nói theo mình chê bai mình chê theo. Thiệt là giống như là mình nói là mình thấy rằng là thấy cái gì nó nhìn khó, tự nhiên khó nêu thí dụ không nêu thí dụ thì bỏ qua nha. Trong này nhưng mà trong cái vấn đề này là cái phê bình này nó có hai cái phương diện cách nhìn. Cái này trong kia tôi có nói nhưng mà tôi nhắc lại để tôi phân tích thêm. Thì tôi biết quyền phải tôi có nói rõ cái trong này. Mình nhìn từ cái quan điểm xã hội, vấn đề lịch sử xã hội nó khác. Bỏ hết quan điểm xã hội, nhìn như một tác phẩm văn học, mọi văn học bao giờ nó nêu những cái mâu thuẫn nội tâm. Đây nếu mà nhìn đây là một tác phẩm lịch sử thì nó khác, mà nhìn như một tác phẩm văn học thì nó khác. Thấy chưa? Thì văn học á, từ cách nhìn, thí dụ Tây Du chẳng hạn, mình có hai cách nhìn. Nhìn đây như một tác phẩm phản ảnh thời đại nó khác, mà nhìn như một tác phẩm triết lý nó khác. Nhìn như một tác phẩm thời đại, thí dụ như ta nói này, là trong đó các cái yêu tinh á mà bị Tề Thiên quánh trùng, phải là chủ nó mang về không à, còn là con ông cháu cha không, thành không giết nó nổi. Nhìn từ quan điểm xã hội thời vua chúa, nhưng mà quan điểm triết lý nó khác. Các con yêu này nó gốc từ đâu, gốc từ là chủ nó toàn là thánh nhân không này, mà nó xuống làm loạn, có nghĩa là phiền não của gốc từ Bồ Đề. Này, cho nên không có cái lý do mà diệt phiền não bằng cách là chặt cải đạo cải tạo nó, không có gì. Ta nhìn từ quan điểm triết lý nó khác liền, cũng như sáu thẳng cướp mới nhìn ra. Tức là khi mà Tơ Tông không giết sáu thẳng cướp đầu tiên á, sau khi sáu thẳng cướp là tâm tạng đuổi liền, người ta nói tâm tạng ngu, mấy thằng cướp thì mắc gì mà đuổi học trò mình, không cần. Nếu mình rồi thấy trong đó rằng là sáu thằng cướp đi giai đoạn đầu nó nói rõ với cái ý tôi đó là lục tặc. Mà khi người tu hành kiểu như tôn ngộ không mới cái ý thức bắt đầu tu tập á, thì theo cách là nó sợ bắt tay nó thành nó đâm đương mắt không nhìn, người tu là vậy đó, đâm lỗ tai không thèm nghe cho thằng thanh sắc nghe, thành gặp sáu thằng cướp giết. Nhưng mà trong cái tu hành không có phá hoại bất cứ cái gì,
tai mắt nguyên vẹn, tâm tư nguyên vẹn, chỉ thay đổi cái tốt thành cái xấu, thay đổi thế nào không việc cái gì hết. Thì đây là quan điểm, lấy cái cụ thể để nhìn được quan điểm xã hội và cái nội dung của nó. Thì trong đó vẫn có thể là phản ảnh phần xã hội, nó khôi hài một phần xã hội là cái tư tưởng của nó, nhưng phần khác nó có cái ý nghĩa triết lý của nó. Nhìn hai phần, hay thì trong cái chuyên mà cần phải hai phần. Cái phần đầu á, phần đầu mình nhìn cái quan điểm xã hội, thì trong đó 10 trường hợp thực sự đây là 10 trường hợp, nói đây là mâu thuẫn với đại thừa và tiểu thừa giữa Phật giáo, tức là giáo bảo thủ và Phật giáo phát triển hai cái. Những cái giáo lý nguyên thủy từ khi Phật nói tại đại vì sao người ta vẫn giữ y như vậy, không thay đổi. Một số pháp tìm cách là nghĩa là thay đổi nội dung không có, nhưng mà làm thế nào để nó thích hợp, dạ thế nào thích hợp với thời đại, áp dụng thế nào thích hợp với đại. Đây là cách để áp dụng, mà trong này nói rõ là cái giáo lý như vậy áp dụng ở trong nhà chùa, áp dụng ngoài đời, áp dụng ngoài chùa, ở trong nhà chùa áp dụng khác, mà ra ngoài đời áp dụng khác. Ở trên này tôi ở trong chùa tôi giữ giới khác, tôi cởi áo tôi ra đời tôi giữ giới khác, không thể giống nhau được. Thì bây giờ xung đột giữa hai cái cũng như một người xuất gia vậy đó. Đó là cơ bản nhất á. Bây giờ tôi đi tu một thời gian sau, bây giờ nhà tôi chết, còn bố mẹ con mà già, mà tôi ở chùa tôi nuôi được, tôi phải cởi áo đó mà tôi nuôi. Thì vậy tôi ra đời tôi phải làm thế nào? Đây là cái mâu thuẫn, mâu thuẫn đó rồi. Mà làm thế nào mà tôi vừa về đời vừa nuôi cha mẹ, tôi vẫn tiếp tục cái đời sống tu tập của mình bằng tiến bộ, đừng có bao giờ mất. Cho không như vậy có mình mất cái gì, không buồn cái lắm. Đang sống một đời sống thanh thang như thế này tự nhiên bị ràng buộc. Nhiều khi là bố mẹ về nó còn đòi hỏi là phải nuôi nấng rồi phải kêu lập gia đình ấy, là mình cứ nhún giữa hai cái ràng buộc. Cái này trong lịch sử mâu thuẫn nó có, thì cái mâu thuẫn lịch sử nó có, nhưng mà nếu mà thuần túy lịch sử không á thì cái mâu thuẫn giữa Duy Ma Cật và Xá Lợi Phất mình thấy gọi là hai cái đối lập, tức là giữa bảo phủ với là tăng tiến. Thì trong đây thì nói phần lịch sử trước, thì trong cái phần lịch sử như vậy nó có 10 đại đệ tử thực sự ra nêu lên 10 cái điểm giáo lý chính yếu, thì cần tóm tắt là nêu 10 điểm. Thực ra muốn nêu bao nhiêu cũng được, nhưng mà cái cách trình bày cho tròn trịa để lấy 10 đại đệ tử làm chính. Nhớ rằng nó là 10 đại đệ tử này trong Duy Ma Cật không trình bày theo cái số 1, ví dụ Xá Lợi Phất là đại trí 100, nó không nói tới cái đại trí của Xá Lợi Phất, không bằng tới cái đại trí Xá Lợi Phất. Một kiện liên là thần thông, không bằng tới cái thần thông của một kiện liên, bằng tới cái khác. Vô A Nan Đa Văn trong Hoàng, không nói tới cái Đa Văn của A Nan. Thành ra 10 đại đệ tử này mà nói rằng 10 cái đứng đầu người ta vẫn cố phân tích trong đại trí Xá Lợi Phất, thì tôi phân tích cái sắp đặt thì đối xong, nhưng mà đó không phải đúng. Đây chỉ cũng số 10 cho chính, nhưng mà 10 cái này á, mặc dù trong 10 này liên hệ tới một vị thật đấy, nhưng mà không lấy điểm nhất của các vị ra nói, mà 10 vị đấy nó phản ánh 10 cái điểm giáo lý, lấy tất cả giáo lý đúc kết thành 10 điểm, 10 điểm nguyên thủy. Và từ đường 10 điểm nguyên thủy nó phát triển thế nào trong đó rõ ràng là mới nói tới những cái xung đột 10 điểm. Bây giờ nói cái điểm thứ nhất, lấy cái điểm thứ nhất mà nói. Cái điểm thứ nhất là ở trong cái nói ấy là Phật kêu Xá Lợi Phất đi thăm, mà Xá Lợi Phất nó thăm không được, không dám đi, vì bị ông Chỉnh Duy Ma Cật ông tới. Ông Chỉnh Trình Lăng ngồi là nói ngài ngồi tĩnh trong rừng, Duy Ma Cật tới nó mới nói rằng này ngài Xá Lợi Phất bất tắc ngồi yên như vậy mới gọi là tĩnh tọa. Thì trong có những câu nổi tiếng, chắc là tôi đọc ở trong này phải lấy mấy cái đọc những câu đó đọc dập lại mới thấy mới hay. Tiếp. Những câu nhìn không hiện thân nghi trong trong ba cõi mới là tỉnh tọa này, là không là thực hiện các oai nghi mà vẫn nằm trong giữa cái đỉnh mới là tỉnh tọa này, là sống với các cái nghiệp vụ thế gian ở đời này, rồi vẫn xa rời cái đạo pháp mới là tỉnh tọa. Thì cái đó là những câu sẽ nói, nhưng mà trong đó cái điểm chính á là cái nghĩa tỉnh tọa, mà đây là cái điểm chính trong cái đời sống nguyên thủy. Cái tỉnh tọa dùng chữ tỉnh tọa thực sự ra nó có nhiều chữ để dịch, chữ Sanskrit tôi có dẫn trong là Patisalina đó,
Nó có nghĩa rằng là cái nghĩa chính của nó là tàu dịch là yến tọa, tức là cái chữ chữ khó dịch lắm, từ từ hoặc là cái dịch là nhàn tọa. Nhàn tọa nhưng ngồi nhàn thì không đúng, nhàn tọa thêm chữ độc cư, nhàn tọa ngồi một mình trong chỗ vắng vẻ để mà thưởng thức cái nhàn đổi đãi của mình. Cái này nó ghi cái đặc biệt cái đời sống của người xuất gia ngay từ thời Phật. Ngay cái Phật xuất gia về ở trong cung điện mà muốn để phải bỏ cung vàng điện ngọc, bỏ lên rừng núi tu tập mình trên đó. Rồi sau đó cái khi mà Phật giảng thì Phật mới nói cho tôi biết là vì sao mà Phật sống trong rừng núi. Thì nói rằng là muốn cho đời này và đời sau thấy được cái ác lạc. Mà cái này cái điều kiện chắc chắn rồi, muốn có một đời sống an ổn và an lạc trầm tĩnh thì mình nói nhàn cái kiểu nhàn mà rối rãng lười biếng thì không đúng, nhưng mà phải có một cái chỗ thanh vắng và yên tĩnh, xa lánh cái ồn ào náo nhiệt. Cái đó là cái quy luật ngay bây giờ vậy, ngay trong hiện tại vậy. Anh chị nào có những giây phút mà cho rằng mình nghĩa là gọi là an lạc nhất á, rất là thoải mái nhất, những giây phút đó là khi nào ngồi mình. Nhiều khi rằng là chưa già nhưng mà tôi ngồi uống một cầm bình trà, ngồi thưởng trăng thưởng nước, không có tiếng động ồn ào gì cả, ai cũng cảm giác đây là cái đời sống, đây là một sống đẹp, mà đời sống đó đời sống an lạc người như vậy là giải thoát. Thì ngay bên Tàu vậy, cái sách người Tàu nó còn nói tới cái chữ nhàn, mà trong sách Việt Nam thơ văn nó còn cao tụng như cái này. Đương nhiên là về sau này một số người ta không biết cái chữ nhàn, người ta cho rằng là vì cái nhàn rửa ưa nhàn đi chơi cho nên không làm việc phát triển kinh tế. Mà cái này cũng hiểu sai, thực ra trong kinh tế phát triển là không bằng giữa cái nhàn và cái làm việc, cái giờ lao động và giờ làm việc, mà là working hours và leisure hours phải cân bằng, không có một cái đường biểu diễn nó cân bằng, không cân bằng hai cái này kinh tế nó phát triển. Thì cái này là cái điều kiện tiên quyết, nhưng mà cái nhàn trong này là chủ yếu, không thể không có cái nhàn. Sống mà không có thời giờ nào là không bao giờ phát triển, tâm tư nó phát triển được, không bao giờ tiến bộ được. Đây là cái điều kiện chủ yếu. Trong cái phát triển cái đời sống này, thời đại Đức Phật nó không cho ồn ào như bây giờ. Đấy. Nhưng mà người ta vẫn bỏ hết tất cả để sống trong rừng. Cái đời sống tỳ kheo, đời sống đặc biệt, gọi là phải rời bỏ tất cả để sống, gọi là nhàn tĩnh. Đây là cái điểm đặc biệt trong cái nguyên thủy. Mà hầu như là tất cả mọi cái, những cái cơ bản phần trả vẫn trong đó. Nhưng mà về sau á, cái nhàn tịnh người ta cô đọng lại, ta gọi là Phật giáo tự viện, chỉ có sống trong chùa mới nhàn tịnh, sống ở đâu nhàn tịnh được hết, ở tập trung trong chùa mới nhàn tịnh, còn vài đời mà cái này cũng, cái quan điểm này cũng là chung hết, không riêng gì trong Phật giáo. Nãy qua bên Tàu vậy, ai nhớ câu Tàu mà là nhà thơ mà nói rằng là cả một ngày bận rộn á, các ngày bận rộn tới khi mà nghe đấy mùa xuân sắp hết rồi, thì bây giờ ông đó mới bỏ hết đi lên núi chơi một chút, đi ngang qua cái tăng viện gặp sư nói chuyện, thì mới là phù sinh bán nhật nhàn. Nhân qua trúc viện cùng tăng phải đó, nhân đi qua cái viện trúc gặp sư đứng lại nói chuyện, mới cảm giác được một nửa ngày, cả bình sinh được một nửa ngày nhàn, ta vẫn có giờ nhàn rỗi quý. Cái đời sống tăng viện ở đâu nó cũng nhưng mà cái đời sống tăng viện và cái cách bố trí chùa chiền của trong Phật giáo là nó để cho cảnh nhàn, nó dưới lùm cây thanh vắng, nó khác với những cái thờ phượng tôn giáo khác. Các nhà thờ thánh các đó là thờ phượng Chúa, là dân tập trung là để chầu Chúa, cho nên chi nó những cái cung đình phải ồn ào, cho nên cái khung khí nó phải ồn ào. Cái tiếng chuông là chuông gọi đàn để tập trung, cái chuông nó khác, nó thúc giục người ta phải đi tới để gọi đàn thúc giục. Còn cái chuông chùa hiểu không, đánh một cái nó trầm xuống, nó làm nó lắng xuống, nó vắng vẻ. Hai cái nó khác nhau, cái nhà chùa nhà thờ nó khác nhau. Nhà thờ tới để chầu thánh, tức là như một cái triều đình, nhà chùa tới để sống ẩn dịch cho cá nhân, cái kia là tập thể, hai cái nó khác nhau. Cái đời sống rõ ràng có quy định như vậy đó, nhưng mà cái tai hại là càng ngày khác nhất là bốn vách tường cuối cùng đẩy ra ngoài thế gian, không cần biết gì cả, tức là đi quá quá đà, khép mình trong một cái thế giới, bỏ hết cái chuyện đời đi,
cái xuống như vậy nó quá đà. Có nghĩa là tới một lúc nó ai chết một bay tôi cũng cần biết. Thì nhưng mà nếu mà trong cái xuống xã hội nó càng càng phát triển, mọi người càng ngày nó càng có những cái ràng buộc lẫn nhau, mình không thể bỏ đi một cách dễ dàng như vậy được. Mà thì cái đời sống tăng viện như vậy càng ngày càng sẽ có mâu thuẫn. Ở đây ai sẽ biết rằng là cái mâu thuẫn mà nó xảy ra tại Thái Lan nó gay gắt với Phật giáo mà không bao giờ mình biết đâu. Ở đây đọc đấy mình biết đâu, nó gay gắt kia đó. Khi mà họ sống trong, khi bắt đầu kinh tế phát triển, kinh tế nó phát triển thì nó cũng khoảng từ cái giáo lý mà từ cả cái trường đại học nữa. Thái Lan mà xưa là một cái trường, một cái nước mà cái văn hóa Phật giáo dẫn đầu, những cái trường đại học Phật giáo có uy tín. Nhưng mà khi phát triển tới mức nào không cung cấp được, ví dụ như vậy, ở đời nó cần học kinh tế thì nó làm ăn nó sinh sống, nhà chùa không cung cấp được, giáo lý không có cái gì để nói cho họ, chỉ nói tới chuyện là tu hành thanh thiền định Phật vô thường vô ngã để quán như vậy, không bao giờ họ làm kinh tế được. Bây giờ làm thế nào mà tìm trong giáo lý để tạm thế là cái cải tổ, mà cải tổ mà cải tạo không chỉ đơn giản đi, mà cải tạo thực tế trong đời sống nữa, thành tranh chấp rất nhiều. Tranh chấp từ những nhà sư tới vua quan tướng lãnh, nhiều khủng hoảng lắm. Mà mình đây giờ mình thấy đâu, cái xã hội Việt Nam mình cũng Phật giáo khủng hoảng ghê lắm, mà mình thấy cái khủng hoảng của mình á, là thật cái mình ở trong vụ quá mình nói được, mình nói cái người hoặc nói được, nó vô thưởng vô phạt ở trong vụ không mình nói được. Tôi nói nhưng mà cái này để thấy là trong cái lịch sử như vậy, sự phát triển có xung đột rõ rệt trong một cái đời sống, người nào cái xã hội nào cũng muốn có một cái an ổn, là có cái chỗ để an ổn lại, nhưng mà khép vào trong bốn vách tường thì không được. Ở đây bây giờ thực sự ra bây giờ này, nếu mà nói chung là các ở ngoài cư sĩ người ta cũng vần, người đời ta vẫn cần có một cảnh chùa, sẽ có vài ông thầy người đó tụng kinh gõ mõ hả, mà gì đó cũng được, lâu lâu ta vô chùa thì yên thẳng ra được. Nhưng bản thân những người nhà chùa không bao giờ chịu như vậy rồi. Thứ nhất, cảm thấy bị gạt ra ngoài cái xã hội. Một số người không bao giờ chịu, đứng ngoài lề xã hội người ta không chịu. Vậy thì sống một cái ngày này qua ngày khác, thì không cần biết ngoài đời làm gì không biết. Cái trí thức nó càng ngày nó càng xuống, thì cái những cái hậu quả đó rồi. Ở Việt Nam, một cái thời sau cái bắt đầu từ nhà Lê, do cái chủ hướng vấn đề nhà Nho, nó gạt ra không cho mấy Phật giáo tham gia cái hoạt động xã hội, bắt đầu có cùng lại. Phật giáo trong bình dân vẫn thường, nhưng mà nhà chùa có cùng lại. Thì tình trạng này càng ngày nó phá hóa, mất đạo đức, mất rất nhiều. Thì cho nên chứ sau đó mới cần những cái cuộc, cứ cần cải cách lại, mới giới hạn với nhà sư lại. Thì cái này là vấn đề lịch sử. Thì trong này bây giờ tôi nói là tóm lại là cái phê phán của ông Ma Cật đối với xã lệ Phật nhìn từ lịch sử, đây là xung đột giữa một cái Phật giáo tăng lỡ với Phật giáo nhập thế. Tăng lỡ nhập thế trong để tôi đọc vài chỗ mà nói dễ sách mà nói, tại vì những câu như vậy, những câu văn nó viết nó khúc chiết, mình chỉ có thể đọc một câu văn khúc chiết mình mới cảm nhận được. Thì cái chữ á, là độc cư nhàn tọa này, cái đời sống á, ngay từ thời Phật là cái mà cái mô tả xuất gia như thế này, mô tả cái hàng cùng đến nhất đi, khỏi nó vua chúa, một cái người ấy, là sống là phục dịch gì chứ cung vua rồi đó. Thì từ ở đó mới thấy này, là ông vua ông chúa là cái ngày trăng tròn lên cái cung, lên trên trước trên sân, rồi có thể nữ rồi chung quanh, rồi ông thưởng trước hưởng thụ nhạc rồi tất cả. Tôi nói rằng cùng một con người tại sao người ta sung sướng như thế mà mình để như thế này, bị ràng buộc như thế này, bây giờ làm thế nào giải thoát khỏi ràng buộc như thế này. Thì con đường thứ nhất là con đường đi tu, đó là một cách. Cái thứ hai người ta cũng kể nữa, kể là có chuyện rõ như là ông là Paddali, tức là Hòa Thích, ông này là trong dòng Thích Ca gọi là hoàng tử, nhưng thật ra là phong vương,
tức là vua, là vua nhỏ, tiểu vua, tức là vua nhỏ dưới cái Ca Tỳ La Vệ đó. Khi muốn đi tu rồi thì trong một đêm tự nhiên la lên, nó hạnh phúc thay vì sung sướng quá, thì các thầy tỳ kheo mới là băng buổi sáng mới ngạc nhiên bàn tán với nhau. Ông này hồi xưa sống ngoài cái cung điện hầu hạ là vua và sung sướng, bây giờ đi tu chắc là nhớ là cái quá khứ của mình, ông la. Phật hỏi kêu cái hỏi nó có thật, nhưng mà cái chuyện nhớ quá khứ là để mà tiếc mà la không phải, nhưng mà cảnh nó thế này, vì lúc đấy thực ra ngài chưa chứng quả la hán, nói rằng là khi mà ngài còn sống ở ngoài đời ấy, là có canh gác, đi đâu có người canh gác, nhưng mà vẫn sợ người ta bị ám hại, luôn luôn nó phòng thủ. Còn bây giờ sống với quyền bác y đi đâu chả sợ ám hại, ngồi giữa rừng trống chả sợ gì hết á. Đó là cái giải thoát, đó là khai mở giải thoát. Giải thoát là dứt khỏi một cái sự ràng buộc. Thì cái giải thoát ràng buộc này ấy, một cách nào đó ta gọi là trống đời. Nếu hiểu sao phát triển ta gọi là trống đời. Nhưng mà giai đoạn đầu nó phải chấp nhận. Thực sự ra cho tới xã hội bây giờ mà có những người sống như vậy, người ta vẫn trọng hết. Nhưng mà trọng tới một phần thôi. Trọng là giống như nó cần như trang điểm cho đời sống, giống như con búp bê, cái tượng đồng cho đẹp đến bàn ngồi. Tôi nói thật, cái tượng đồng đến bàn mà ngồi cả đời ngồi như vậy á, thờ mà cái tượng nổi rồi bỏ đi á, tôi nói chạy trong đời đâu. Cái tượng đó một ngày nào cũng sốt nói á. Cái tượng nó diễn trong chùa, tượng Phật ngồi trên bàn á, mấy anh thầy la lối cho ông xong ông đừng có nói. Nhưng mà mấy anh thầy á, mà cứ tối tối ông xuống lang thành lẫm kia là trước ngủ Phật cũng đi, không ở trong chùa được đâu. Ông ngồi yên đó. Rồi mấy thầy cũng vậy, ngồi chỗ đừng có dính vào chuyện đời hết á, đừng có tác điểm gì, đừng làm gì thì yên. Nhưng mà ông Phật ngồi trên bàn đó là không có thăng, không giảm. Nhưng mà cái người ngồi như nghe bản thân tôi ấy, ngồi đó chùa tối cũng bỏ tụng kinh làm gì cả, trình độ nó xuống, cảnh nó xuống, cái nhận thức nó sẽ xuống, nó xuống đừng có hòng phát triển, đừng hòng mà tiến bộ gì được, nó ngây ngô, có người không có đạt được gì hết. Nhưng mà mới học hành lên, cái này xung đột với đời, mà làm nó tránh được cái xung đột này, đây là cái mâu thuẫn gay gắt. Thì trong cái đời sống Phật hồi xưa nè, các tỳ kheo, đời sống hàng ngày làm gì, buổi sáng, ngày trời và tảng sáng cũng ôm mình bác, đi khắc thực, nó khỏe lắm, cái chả cần làm cái gì, đời sống rất bố tả và rất đẹp nè, một ba cái y với sự bác đi đâu có y mang theo. Gọi như chim hai cánh đi đâu muốn đi đâu đi, ở chỗ này cũng thích chỗ khác, khó cầm nhà cửa gì hết, cũng như ngay bây giờ đấy, bây giờ ở đây muốn đi thì đi. Gọi đời sống giải thoát rồi, không có sợ gì, đi xin ăn ai cho ăn cho thôi, bữa nào ăn thì no, ăn no thì cũng sao hết á. Ăn đi khắc thực đi, xong rồi cơm đầy đủ rồi, cắm chừng tới giờ rồi về ăn xong rồi thì vắt cái tòa cụ, tức là mình gọi là bắt chiếu á, bắt chiếu trên vai để vào trong khu rừng cái gốc cây tại xuống nó ngồi này, ngồi là nghỉ trưa thì giờ ngồi đó ta gọi là đặt cư diễn tọa một mình á, lúc nào cũng ngồi đó, cái giờ đó gọi là giờ đó gọi là tính tọa, là cái chữ đó, cái chữ đó Patisalana đó. Thì tạo dịch coi chữ là yểm tọa hay là nhàn tọa, là ngồi đó giờ đó, ngồi đó là tới khi mà xế chiều thì tùy theo, hoặc là không có ai cả thì bắt đầu mình đi kinh hành, đi qua đi lại tọa thiền. Còn không thường á là khu rừng mà tốt á là nhiều thầy ở lắm, không phải ở góc kia, ở đây ngồi gốc cây, kia ngồi gốc cây, nhiều khi Phật ngồi gốc cây niệm sai là gốc cây kia, cái chiều cái mình có vấn đề mình ngồi là chạy đó mình hỏi. Cũng trong kinh có nhiều chuyện A Nan á, đi khắc thực xong về rồi rửa bát cho Phật xong kiếm chỗ ngồi riêng, Phật ngồi riêng, nó đang ngồi chỗ thì nghĩ có chuyện hay quá, nó chạy lại, thưa Phật, con hồi đó ngồi nó nghĩ trong bát có chuyện hay hay, nói Phật cái gì đúng thì Phật khen ngay, có cái gì Phật đã nghĩ như vậy sai rồi, nghĩ lại. Thì cái đời sống nó là hoàn toàn như vậy đó, là đời sống giải thoát ngay trong hiện tại. Rồi tới chiều tối, tới chiều tối rồi là kiếm gốc cây nào đó để trú mưa, trú gió rồi hả,
Rồi tới đầu hôm thì tỉnh tọa cho tới ngủ, ngủ cho tới sáng vậy, em ngồi thiền, cái thiền đổi xong đi khất thực, nguyên ngày này ngày khác không làm gì hết. Có nhiệm vụ thứ nhất, rất nhiên có cái nhiệm vụ, tại vì là không ai cho không, đôi ăn mày nó cũng phải có gì cho người ta chứ, chứ không phải là không ăn mày cho người ta, thứ nhất là cho được cái tiếng khen. Nhận ta một mình nhận nó 10 đồng cho người cho cái được cái tiếng khen, người từ thiện, ông thầy tu á cho lại cái gì, nhưng mà không cho nhiều hơn. Nhiều khi rằng là nhà người ta mình dạy người ta chỉ dẫn như thế nào người ta sống cái đời sống hạnh phúc thì chỉ gì đó, cái buồn rầu cha chết mẹ chết con chết buồn rầu mình nói vài lời an ủi được, những kinh nghiệm mình nói người ta an ủi người ta được, người ta bớt cái buồn rầu đi thì ta cho lại thôi. Thì đó là cái nhiệm vụ. Thì cái này nói dài dài không cần nói nha, trong này mình cứ tập trung lại cái chuyện là cái đời sống tập quy này, thì cái đó mô tả đời sống là cơ bản của trong nhà chùa đó. Còn người ta cho rằng chỉ có thể như vậy mới thực hành giá, vì trong thực ra cái tu thiền định đó, là để cho thiền định phát triển có đơn giản thôi, ở đây mình thở ra thở vô như là bình thường thôi, mà tu chứ được phát triển nhà định đó. Nhiều khi ta ở một chỗ này lựa cái chỗ này để là thích hợp nhất, là thứ nhất á là không bận chuyện ăn uống, tới giờ đi khắc thực về khỏi nghĩ ăn, không cần nghĩ mai ăn cái gì, mai ôm bác đi có ăn có thôi, thành ra không có suy nghĩ, mà tập trung duy nhất vào trong chuyện tu tập thiền định, đi khắc thực xong về ngồi thiền. Nhưng mà nó vậy nó vẫn còn tùy thuộc hoàn cảnh, cái không khí chung quanh thích hợp hay không thích hợp, một thời gian chỗ đó nếu không được thì đi chỗ khác. Trong chỗ dạy tu thiền đó, nhiều khi trải có 10 năm như vậy mới đạt tới. Ở trong rừng độc, chuyên trong rừng vậy đó, đi xuống lên rừng ở, tức là không xa làng xóm quá, làm thế nào mà đi khất thực sáng mặt trời vừa mọc đi xuống, đi xuống nhận đồ ăn xong trở về chỗ mình thì vừa đúng ăn, ăn xong vừa đúng bán ăn nữa. Thì cái mà điều kiện để tọa thiền nó dễ. Mình đây mình phát triển, dù đây cả thế giới mà dù cho tới mà cỡ như mà mấy ông lạc ma bên Tây Tạng rồi thì mình không biết, mà chưa ai thí nghiệm nó không cho. Còn mấy ông mà ngay cả bây giờ mà đưa vào phòng thí nghiệm lạc ma rồi nó bực thấp thấp chứ ai cái cao được thế đó. Có nhiều người ta nói rằng đây là cái thí nghiệm này là ngồi tới 10 giờ 10.000 giờ trên 10.000 giờ từ trình độ nó có thiền độ, nhưng mà thử đạt cao chưa chắc là có thể đạt cao được, trừ khi rằng có đời sống riêng được, mặc dù họ sống ở thành phố. Cái này vì vậy người ta mới kể rằng là cái nếu mà không dứt mọi ràng buộc thế gian thì không thể thực hiện được, không thể tu Phật được. Nhưng mà trong mình biết thời gian sau khi phát triển á thì không thể sống như vậy được. Ngay như mình nói ngay ở Việt Nam hay là ở cái sau hiện tại đi, trong một thời xưa tôi muốn chặt ngón tay tôi cũng được, chặt cái đầu tôi cũng chả ai nói nữa, anh chưa nào. Tôi chặt cái giò tôi chặt tay tôi, mất tay tôi tám triệu. Nhưng mà tới một lúc đó sợ anh chặt ngón tay không, anh phạm là đức xa rồi. Anh chặt ngón tay thì năng suất lao động nó giảm, anh đóng thuế ít. Mà tới khi về già người ta vẫn phải nuôi anh như bình thường, trả đầy đủ. Để anh cắt của anh mất một ngón tay này, mất của anh để anh cắt của xa rồi. Thành sao cứ ràng buộc. Cái này cắt chữ như không thể chối bỏ được cái chuyện này. Không chịu ràng quan hệ xã hội này. Không thể nói rằng tôi muốn sao rồi được. Hồi xưa thì dễ lắm, muốn đốt tay muốn làm thì làm, nhưng bây giờ cái vấn đề là nhưng mà nếu xã hội như thế này càng ngày nó càng tổ chức càng phức tạp nữa, thì cái chuyện mà nó là cái thân thể mình đó, mà muốn loạn cái là dễ. Hỏi để ai biết, mình lớn mà biết rồi, chắc 75 rồi, chặt một ngón tay đi bị ra tòa. Là vì sao ngón tay anh lấy cỏ để bắn súng, anh chặt tay sao đi bắn súng, mà anh bắn súng á, anh ngồi chỗ người ta bảo vệ anh nè, lấy chặt tay tôi chặt bắn gì ông nè, không tay nó không bắn phải đâu, ông chặt tay là không bắn súng được, cái ngón tay thì lấy cỏ. Hồi xưa có mấy người trốn lính, cái bây giờ là giữa cái đầu thì cái ngón tay thôi, thà rồi mất ngón tay mất cái đầu chặt ngón tay ra tòa xử tù mấy thà mấy năm chứ 2-3 năm gì đó về cũng còn được. Nhưng mà mình thấy là cái quan hệ xã hội thấy thành ra mình nói rằng là giữa này có hai cái
một cái nhìn của ông Duy Mật Thạch, một cái nhìn của Ngài Xá Lợi Phất, nó hai cái gần như mâu thuẫn nhau. Nếu mà nhìn về đó hả, đó là chiếc kiện mấy người ở ngoài đời. Bây giờ các anh chị này, có cha có mẹ, không cần nói gia đình sống độc thân đi, nhưng mà hay là có người cần nuôi, bỏ đi đâu được. Tôi bỏ đi tu, tôi ở chùa, tôi tu, tôi thành đạo cho thành Phật đi. Nhưng mà những người kia sống nó chết đó chết khác là làm sao, thì tôi bỏ đi à? Cái chuyện đó là đơn giản nhất, là bây giờ bị cướp rượt theo, tôi mạnh tôi chạy, mẹ tôi chạy theo, mà nếu tôi cõng mẹ tôi chạy á, ăn cướp rượt chết, mà làm tôi thả mẹ tôi chạy mình trước sau dùng chết cả, ai dám thả không? Bao giờ thành ra cái nghĩa rất là bình thường, giải thoát hay không cái chuyện cho quan trọng, nhưng mà tôi không thể giải thoát một mình, nó quá đáng, có rớt xuống rất chung chứ không thể là tôi điền mình được. Thì cái này là một cái tâm lý mà cổ lai hy lúc nào cũng thể bỏ được, cái tâm lý cơ bản con người. Mất cái đó đi hình như không còn cá tính nhiều của người nữa. Nhưng mà người tại gia nếu vậy họ không đi tu được thì họ làm thế nào? Ngay tại gia họ phát triển được, thì làm Phật giáo, áp dụng Phật giáo thế nào phát triển tại gia được? Thì những cái câu mà cho nên chi á, thì tâm với mất cả đầu như đó là Ngài sẽ bác bỏ cái chuyện Xá Lợi Phất. Thực sự là không chống lại Ngài đó, nhưng mà nói một cái nghiệp khác. Mà trong cái câu nói như thế này thấy chưa, bất tắc ngồi như vậy mới là tín niệm. Những cái câu mà nổi tiếng, không hiện thánh ghi tâm ba tòa ý mới là tỉnh tọa, mới là tỉnh niệm đó. Mình phải ngồi dưới gốc cây tỉnh tọa, thì làm thế nào không hiện thánh ý. Mình sống trong ba cõi, ngay sống trong giữa đời này, mình đi vào đời nhưng mà thân ý không bị ràng buộc đó. Thì cái này thì nguyên thủy Phật vẫn dạy như thường. Thì có nhiều thầy tỳ kheo sống mình trên rừng, Phật nói ông không sống mình, ông sống hai mình đó. Tại vì sao? Nó sống trên rừng nhưng mà bao giờ nó cũng nghĩ tới cái chuyện thành phố, chuyện đám đông người nghĩ này kia, không bao giờ sống mình đâu. Tức là vẫn luôn luyến tiếc cái này, luyến tiếc cái không sống mình. Vậy thì là cái thân viễn ly, cái tâm không có viễn ly. Mình trong hạ cái thân viễn ly, tâm viễn ly, sống xa lắm, cái tâm xa lắm là thân xa lắm. Nhưng mà cái thân xa lắm, cái tâm xa lắm thì cũng có thể gọi là xa lắm. Cái thân xa lắm thì được nhàn cái thân, tâm vẫn phiền muộn. Mà cái tâm phiền muộn biết mà không chịu nữa, cũng phải về thành phố. Thì tâm này mới nói rằng như vậy, có nghĩa rằng làm thế là quan trọng cái tâm viễn ly, không cần cái thân. Thành tu cần lấy được tu sống ở giữa đời, mà làm thế nào tâm tư vẫn không bị ràng buộc với đời. Mà cái này dễ gì làm được? Có thể làm được một cái lý tưởng, có thể người làm, có thể người làm không, nhưng mà làm thế nào mình sống ngay giữa đời. Ở trên cái đoạn đầu Duy Mô Cập cũng kể đó, kể cái con người Duy Mô Cập đi buôn đi bán rồi còn chia lời cho người ta hết á, nhưng mà không bị ràng buộc ở trong đó. Kiểu như làm giàu tới cổ mà mới làm giàu to hả, cũng bị ràng buộc với cái tiền của mình, tới hết đi cũng bị ràng buộc với chuyện cái tiền bạc này. Thì đây gọi là không hiện tâm ý trong ba cõi. Câu nói theo là cao siêu, ba cõi lên trên trời dưới đất lận. Nhưng mình rút lại cho đơn giản, tôi sống ở giữa lòng đời, giữa xã hội, giữa ồn ào náo nhiệt, nhưng mà tâm ý tức là thân và tâm tôi không bị ràng buộc ở đó. Thân không ràng buộc có nghĩa là không bị khó chịu. Mình ở trên rừng mà mát mẻ, lúc nào mình cũng thấy thú, nghe tiếng suối reo nè. Cái thân là gồm có mắt tai mũi lưỡi thấy mới gọi là thân được. Mắt tôi không nhìn thấy những cái cảnh gọi là chướng tai gai mắt, mắt cũng nhìn thấy những cái nhố nhăn, tai cũng nghe những thấy vui vẻ. Nhưng mà nếu tôi ở dưới đời tôi thấy cái đó không có gì, những năng tôi buồn rồi không có gì hết, cũng thấy bình thường, cũng nghe cũng có gì không ra. Thân viễn ly và tâm cũng viễn ly, cũng giống như là mình sống ở gia đình ấy. Nếu mà trong một gia đình mà có mấy đứa nhỏ, nó con nít, nếu mà mình thương mấy đứa nít nó la lên ôm xong mình thấy ồn, mình ghét nó thấy nó ồn. Thiệt ra con nít hàng xóm mình cũng ồn con mình, con nít hàng xóm mà đêm nó khóc nó cười một cái mình cũng ghét, nhưng mà con nít nhà mình nó khóc cả đêm chả thấy ồn cái chuyện đó là chuyện nó có.
Thấy chưa? Thành ra cái này cho nó không hiện thân ý trong ba cõi. Thì đó mới là tỉnh tọa, đấy chứ là không hiện thân ý trong ba cõi mới là tỉnh tọa này. Rồi hiền các ơn gì mà vẫn không xuất khỏi dự cần định, là mấy cái chữ này là giữa hai cái trình độ. Cái trình độ thứ nhất á, là sống thực sự, sau đó gọi là thân viễn ly, là không bị ràng buộc. Cái đời muốn đi đâu thì đi, muốn ăn thì ăn, muốn ngủ không bị ràng buộc với cái thân. Thân bị ràng buộc là gì? Ràng buộc là ăn mặc ngủ, những cái nó ràng buộc mình. Ăn gọi là cái vấn đề cơm áo, cái một cái ràng buộc của người vẫn là ràng buộc cơm áo, không biết mai mình ăn cái gì. Bây giờ thoát lên rừng, ở trong cái rừng không cần thoát đi cái đó, gọi là thân biến đi cái mức thấp. Nhưng mức cao nhất nữa đó là gọi là diệt tận định, chỉ có vị đại là hắn mới thực hiện được, gọi là diệt tận định. Thì khi vào diệt tận định rồi thì ngồi như là như một cái sắc chết, không còn gì nữa. À, thì nó không phải là một cái trạng thái là ngây ngô, trạng thái buồn như cây gỗ. Thì anh chị học cái diệt tận định biết rồi không? Thì cái này cũng nếu mà có thì cái này ta tìm về ra thì điểm mà đọc nhé. Nhưng mà cái đó cái trạng thái cao nhất người ta là diệt tận định, cái trạng thái thấp nhất tức là cái đời sống tịch mịch á, ẩm tịch một mình á, là ở cái nếu mà gọi là độc cư tĩnh tọa ngồi trên rừng á, là đầu tiên á cơ bản đó là thân viễn ly. Và thêm một phần nữa là cũng tâm viễn ly, nhưng mà cái chủ yếu là thân viễn ly, giúp một cái ràng buộc, không bị ràng buộc với, nói chung là không bị ràng buộc với vấn đề cơm áo, không bị ràng buộc chuyện ăn. Nhưng mà cái người mà tu tập cái đẳng cấp cao, đại lăng cao thì dập dượt tâm định. Thì trong này có hai cái là tưởng và thọ, tức là những cái ý nghĩ hoàn toàn không có, và thọ tức là cảm giác hoàn toàn không có. Thì cái này nói thêm một chút để giữ cái tình trạng này của dượt tâm định. À, là thứ nhất là thọ, sau đi tới tưởng, thọ trước tưởng sau ấy. Thọ là cái cảm thọ mình, nó chung là hàng ngày nó có ba cái rồi, là khổ thọ và lạc thọ, thi khổ với lạc thọ rồi không? Đây là cái trạng thái sinh hoạt hàng ngày của cái thân thể. Nhưng mà lên với tâm lý ta gọi là năm thọ, thì cái năm thọ, thì năm thọ này là gồm có thêm hỷ và ưu, cái thân và cảnh thơ thới ta gọi là lạc, mà cái tâm mà thơ thới nó gọi là hỷ, mà cái tâm mà khó, cái thân khó chịu nó gọi là khổ, mà tâm nó gọi là ưu, cái vậy nữa ha. Năm cái còn trạng thái như là xả, cái trạng thái mình nói là phi khổ phi lạc nó cũng là xả nhưng mà khác nhau. Cái phi khổ phi lạc, cái trạng thái cảm giác thân nó phi khổ phi lạc, nó gần như vững dưng, nhưng mà xả đó là trạng thái quân bình. Nhớ là chữ xả không phải là xả bỏ, mình hiểu chữ xả thì chúng ta xả bỏ là đúng. Xả này cái tiếng Anh nó dịch rất là chuẩn xác, nó gọi là equanimity. Equanimity tức là thấy nó quân bình, cái tâm nó quân bình. Thì trong khi người ta định nghĩa xả là gì, là tâm bình đẳng, tính chất tâm bình đẳng. Tâm bình đẳng nghĩa là đều như thế này, là vì nó tâm mình nó hàng ngày bị những cái quả cảm thọ này. Thứ nhất là bị cảm thọ là nóng với lạnh mát luôn luôn nó chi phối này, rồi vui buồn nó chi phối này, nó xảy ra từng đợt. Là một cái, nên những cái được á là vì do cái thế giới chung quanh, trước hết là cái vật chất bên ngoài, nó dao động cái vật chất bên ngoài, là lúc lạnh lúc nóng lúc buồn lúc vui, tất cả những cái đó, thì cái tâm nó bình đẳng như thế, nó dần nước lững lờ như thế này. Đó là một cái trạng thái thiền định, trạng thái nó gọi là xả, ở vào trong trạng thái như vậy gọi là xả. Thì cái trạng thái xả này thì mình thiền cao mới có, tức là mọi cảm giác nó chỉ còn cái xả duy nhất. Tức là người nhập định vào cái trạng thái không còn hơi thở nữa, thở cũng còn nữa, im như vậy, tức là nên vẫn có cảm thọ. Cảm thọ là gì? Cảm thọ tức là cái ảnh hưởng ngoại thân còn này, và cả tâm nữa. Là thân là gì? Là gió mát lạnh vẫn bị ảnh hưởng như thường, nhưng mà có nóng mình cũng phải lạnh mình cũng vậy, cho mình không bị phản ứng. Ra ngoài khi nóng quá phản ứng, thân cũng tâm phản ứng, lạnh quá hay lạnh ít lạnh nhiều nó còn phản ứng. Thành ra là bị phản ứng như vậy, nó nghĩa là dao động thường xuyên. Giống như là thiệt ra là mình bỏ cái nhiệt kế
Mình cái chú nhạy cảm mình sẽ nó nhảy lung tung nó không bao giờ được yên chỗ. Cái nhiệt kế nó nhảy trong từng từng giây đó. Nhưng mà ở trên mình để nó cứ từ từ lên xuống đứng im. Nhưng mà để hàng ngày nó dao động liên tục trong đó. Tại vì cái nóng cái nhiệt độ nó bao giờ nó bình đâu. Nó dao động liên tục trong đó. Thì cái tâm mình á dao động mình bao giờ mình thấy. Nó nhảy theo nó liên tục trong đó. Tại vì cái gì? Là khi mà ở ngoài là cái đối tượng đập vào trong cái cơ thể mình em nè gọi là căng á thì căng cảm xúc á bao giờ xúc nó tiếp xúc đó gọi là tiếp xúc mà cảm tiếp xúc thì bao giờ thọ nó cảm giác khởi lên thì cái thọ nó có hai tính chất đó một là làm cho nếu mà cảm giác nó điều hòa thì nó làm cho là tăng tiến hay tồn tại và phát triển nó tăng ít á thì cảm giác gọi là lạc còn trái gọi là khổ thì cảm giác bên ngoài về nóng với lạnh nó bình thường cảm giác điều hòa thì thân thể mình khỏe mạnh thoải mái và nó thì vui vẻ nó tạo nó vui vẻ nóng quá bực bội nhiều khi nổi cáu nữa thấy chưa thành ra là khổ lạc nó liên tục nhau trong đó vẫn có một trạng thái không khổ không lạc nhưng vẫn nó dao động nó bình thường thế bây giờ hết không có cảm giác nó bình thường mà vẫn có là vì sao là cái ảnh hưởng của thân thể nó vẫn còn tăng ít với tổn giảm nó vẫn còn liên tục xảy nhưng mà không bị chi phối tập chi phối đó là phải là xả hiểu cái xả này nha cái đạt cái mượn điện cao thì có cái xả này nhưng mà trong cái xả thọ này nó vẫn còn có tưởng là ấn tượng nó gọi là tưởng là ấn tượng thì cái ấn tượng mình diễn tả từ từ thì khi nào nó mất cái ấn tượng này đi ha khi nào mất cái ấn tượng thì cái ấn tượng á khi mà người tu thiền hay là gì mình nhìn sắc những đối tượng tập trung vào trong đó mà cái vật nào mình tập trung rất ngồi không thấy gì chuyển sang các tổ ánh sáng đây là một điểm khi mình nhìn vào thì nó có những cái cồng tua chung quanh này nè thành ra mình thấy nó bị bao luôn mình không nhìn mà. Nhưng cái tập trung vào trong một điểm duy nhất á mình cũng thấy cái chung quanh nó nữa thấy chưa thì cái này nó trở thành ánh sáng cái đây là cái thực tế ngay cả cái màu đen cũng vậy nếu mình nhìn trên vách tường một cái đen nhỏ chấm cái đen nhỏ mình nhìn vào tập trung bắt đầu chưa tập trung được á thì thấy vẫn cái quảnh càng ngày tập trung thấy cái điểm nó càng lớn ra khi mình tập trung duy nhất vào cái điểm này thì nó lớn ra mấy ngày biết bỏ người ta tập có nhiều người ta tập phóng phi tiêu không ta để cái chấm đèn tập trung cái điểm nhỏ thế này tập trung riết một cái điểm nó to cả thế này nghĩa là to quá là phóng có nặng trúng hết á thấy chưa nhưng mà người ta không bao giờ đặt cái to nó vô hạn to tới mức nào đó thôi thì trong cái thiền định cũng vậy cái trạng thái này nó xuất hiện rồi sau đó ấy là cái trạng thái đó cái đây là cái hình ảnh này là tạo thành cái ấn tượng đó mình tập trung vào đây nó tùy theo nếu mà khi mình đứng đây thì ấn tượng nó có những cái chung quanh tạo thành ấn tượng giữa khi mà nó mất chung quanh thì cái này vẫn có ấn tượng cái này gọi là tưởng thì tùy theo này cái tưởng này cái vật này càng rộng ra thì không gian nó càng rộng ra cái tưởng tùy theo không gian đó gian này nó tưởng tới lúc mình không thấy nó nữa mình nghĩ là không thấy gọi là mất cái tưởng thành ra mình tập trung trong cái trạng thái mình không cho thấy cái gì nữa mình mất cái tưởng cái trạng thái vô tưởng tức là mình không để ý tới cái đối tượng nữa nhưng mà tới đó nó phát triển thành tâm muốn phát triển thì tức là mất tưởng mà còn xả sao còn giữ cái tưởng mà cho nó tưởng cuối cùng tức là thay sự vật á ta nghĩ tới không gian đấy, không gian cái vật càng đi tới không gian cũng đi theo đấy không gian tức là cái sự vật này thay vì nhìn thấy nó ta nhìn thấy cái hư không của nó tại vì vật là tồn tại thì giờ cái hư không nó tồn tại thành ra là đây là một cách người ta huấn luyện để cái tâm mình nó rời khỏi cái vật chất đó mà để rời khỏi cái vật chất nó còn bị bám cái đối tượng còn bám cái vật chất này thành ra trên cái vật này ta quan sát không gian thì cái vật này càng rộng ra thì không gian càng rộng tới khi nó vô biên đặt cái gọi là hư không vô biên không gian vô biên khi không gian biên người ta quay trở lại là không gian biên cái nhận thức nó cũng vô biên cái nhận thức của mình ấy mình gọi là thức á từ từ cái thức này cuối cùng ta đạt tới cái là cái ấn tượng cũng mất luôn nhưng không hoàn toàn mất
cảm thọ, chỉ có cảm thọ duy nhất là xả. Cái ý tưởng đó, cái ấn tượng đó, nó mơ hồ, người ta gọi là phi tưởng, thì cái trạng thái qua thêm mức nữa là diệt luôn cái tưởng này không còn, thì chỉ A-la-hán mới diệt được. Tại vì cái tưởng đó, cuối cùng nó vẫn còn có một cái cuối cùng không diệt được đó, ấn tượng cái ngã, vẫn có một cái ta. Tức là khi nhập một cái trạng thái thiền định như vậy, là trạng thái mình tới cái vô biên, mà cái tư tưởng nó mất hết không còn gì, chỉ còn một trạng thái quân bình thôi, ít nhưng vẫn có cái ta cảm giác, ấn tượng cái ta không bắt được. Khi diệt luôn cái ta này thì vào diệt thành định, diệt luôn cái ta mới vào diệt thành định. Người ta nói rằng chỉ có bậc thánh mới vào được, là vì rằng là khi phạm phu tới mức nào còn có một khái niệm cái ta không bao giờ diệt được, ít nhất là có cảm giác ta ở trong ta, ở trong cái trạng thái xả, và không có ấn tượng và cảm thấy lạc về trong này, vì là không bị chi phối được cái đối tượng trước mắt, thành ra là cảm thấy một cái gọi là cái vị ngọt của nó, cái vị ngọt của nó. Thì chỉ có bậc thánh cũng buông được cái ngã này, thì đó là diệt thành định, là cao nhất, đạt cái diệt thành định, tức là thế gian này xóa hết. Nhưng mà khi người dập diệt thì định rồi, người nhìn thấy đó thì mọi chuyện thế gian không quan trọng, trong trạng thái gọi là vãn, bỏ hết cả đời đi, để có lạc thú, cái an lạc riêng của chính mình mà thôi. Thì được thật ra tâm mấy vị A La Hán khi nhập dần tịnh á, vẫn có một số điều kiện. Tức là thường vị A La Hán đầu nhập tịnh là vị A La Hán cao, đại A La Hán, ta không đạt nổi, cỡ như xá lợi Phật không đạt nổi, chứ bình thường không đạt nổi. Thì khi vị A La Hán nhập dần tịnh phải quan sát, phải có những cái lời nguyện. Là bây giờ mới nhập dần tịnh này, là muốn nhập được khoảng bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng, có thể kéo dài bao nhiêu cũng được. Nhưng với điều kiện ở trong, nếu mà tăng chúng phát sinh một sự cố vật cần tới mình, ta tự nhiên xúc định liền, mặc dù có ý thức tăng là vì trách nhiệm, nhưng mà trách nhiệm nó chỉ trách nhiệm tăng chúng thôi, chứ còn cái thế giới nó sụp đổ mà kệ nó, chứ không bao giờ nghĩ là tôi nhập thần định. Nếu mà bây giờ mà là trong cái thành phố này là đang mang bom tới khủng bố, rồi mang bom cho nó dội, thì tôi xúc định tới, tôi ôm cái bom tôi chạy, không có cái chuyện nó kệ nó rớt mà kệ nó. À, nhưng mà đương nhiên nó chịu tăng là phải bảo vệ nó, cái tăng cãi cọ nhau nó chia rẽ, thì cái dàn xếp thì có chừng đó mới tạo ra điều kiện để nó xuất mà thôi, chứ còn ngoài ra không có. Thì cái này vẫn là một cái trạng thái thực sự sau cái trạng thái niệm sau đại thừa, nó còn thay đổi cái trạng thái nhập định, nhưng cái này về phần nhiều lắm, tức là thay đổi cái nội dung gì phần này. Thì cái này là về sau này. Nên bây giờ chúng ta, nhưng mà nó phần cái chi tiết nhiều rồi, học nó hết. Ở đây chị nói một cái khái niệm để biết rằng là giữa hai cái tầng mà sơ cơ, ở cái chỗ thoát ly giải thoát á, sơ cơ là viễn ly giải thoát, sơ cơ như là viễn ly thân, viễn ly tâm, sống trên rừng núi, đặt cái cao nhất, dù là chưa vào đến bằng chưa chết, ngay hiện tại vẫn được cái giải thoát, đó là nhập diệt thần định. Và hai cái này tôi mới cần câu quyết cả hai cái, không chối bỏ diệt tầm định. Nhưng mà diệt tình thế nào là nói rằng là hiện có ai nghi nhưng vẫn đi đứng mà vẫn nhập diệt tình. Cái đây là trong thư lý thuyết là hoàn toàn thế được. Nhập diệt tầm định là như xác chết ngồi chỗ. Ở trong chuyện mà kể, nó là chuyện hồi xưa cổ tích xa xưa lắm. Có ông thầy tỳ kheo có vị A La Hán ngồi trong rừng ngồi nhập diệt tầm định. Thì ngài lâu lâu ngồi muốn thưởng thức được cái nước niết bàn, niết bàn ở trong đời sống hiện tại, tức là vô ngã, hoàn toàn có cái ngã gì hết, thì nhập diệt thần định. Thì thường thường nó nghĩ là mình nhập đêm tới sáng rồi đi thôi, thì lúc đó là nghĩa là bao lâu tiếng biết là nhập định. Lúc đó mấy người đi trên rừng đi lấy củi đó, dân đi lấy củi rồi đi cắt cỏ trên rừng á, thấy con sư ngồi chết, thấy con thở trong cái tội nghiệp, sư chết rồi thiêu xác giống chắc củi chung quanh đốt ông ngồi tới sáng, đóng giật mình thức dậy, chắc là sai lên rồi ấy, đứng dậy phủi áo to đứng đi đi xuống thành phố, hay xuống thành phố ấy, dân ấy, hoặc cái ông nữa qua mày đốt cháy queo chết rồi, sao bây giờ còn đốt thì bây giờ còn sống. Nói là cái trạng thái dừng, nó định có nghĩa là ngồi chỗ không đi rồi, nhưng mà sắp chết. Nhưng mà trong này hiện oan như trong ba cõi là thế nào? Thật ra trong này có một cái câu chuyện đó, cái này cái phần triết lý sẵn cái tôi nói theo luôn cho rồi. Nhưng cái phần này
Vì phần này thành cái phần khó khăn rồi sau này. Tức là bây giờ một vị A-la-hán này, khi mà chuyển qua đại thừa xong, thay đổi tâm tư A-la-hán nhiều lắm, kể cả Ngài Xá Lợi Phất nữa. Như Kinh Pháp Hoa đó, Ngài Xá Lợi Phất khi mà thành quả A-la-hán rồi, mà nếu quả A-la-hán chắc chắn đời này vào Niết Bàn, để vào Niết Bàn thì không không có thành Phật được nữa. Mà như vậy bỏ cái thế gian này đi thì nó mất mãi hai cái. Thứ nhất là cái trí tuệ mình không đạt cái trưởng như Phật, cái đạt cái vị A-la-hán mà chỉ muốn thỏa mãn cái điều này, tôi gọi là tăng thần thỏa mãn này, thì tự bạn cái quả chứng nhật đạt cái điều kiện rồi mình tập thì mình phải bằng tập, thì thua trí tuệ chưa thua, cũng như học trò đi học với ông thầy, đi học kiếm chẳng hạn, học kiếm với ông thầy không có 72 đường kiếm, mình đạt hết 71 đường rồi biết cổng còn một đường kiếm chắc chắn thì học cho được, mà ông thầy cũng giấu nghề thì tìm cách học cho được nha. Cái chuyện ai cũng vậy thôi, cái tâm này nhé, tâm lịch sử thực sự Ngài lại phát thoảng cái này, Ngài sẽ lại phát thoảng cái này và cái này, cái này chưa chắc là đúng. Cái nhiều khi mình coi thường của Ngài sẽ lại phát, thấy chưa, chưa hẳn là đại trí, là chỉ muốn cái chuyện đó không này, chứ không muốn giống Phật. Rồi Kinh Pháp Hoa đó là chính sẽ lại phát vẫn mong thành Phật, thì cái diễn đàn có thể đúng tâm trạng sẽ lại phát hơn là nguyên thủy. Nguyên thủy chỉ thỏa mãn là nhìn cách mình, là vì tôi khổ tôi muốn giải thoát khổ cho sớm, thì chắc là sao lại phát cũng vậy thôi. Có những người khác đây đi vào đi làm đi vào làm học thợ mộc, thì đi vào thợ mộc thì học làm cho thành thợ mộc, làm cho y ông mới là thành tài. Thì đi theo Phật học thì phải thành Phật thôi, trong đó là cho đơn giản vậy đó. Nhưng mà cái điều cũng phải nói rõ là chứng quả lá là trong đời này chắc chắn nhập Niết Bàn. Và nhập Niết Bàn rồi làm sao mà muốn độ chúng sanh thì phải hành sáu ba la Phật, tức là phải xả cái thân mạng này ở chỗ mà giống như Phật Kim Tăng Đạo mày nói đấy, là cắm cái kim xuống bất cứ ở cái chỗ nào trong cái cõi đất này đều có máu và thịt của ta đã đổ xuống vì chúng sanh, cắm bất cứ đất nào thì làm sao mà ngại lời Phật mà thành Phật cho được. Đời này rồi, hết hy vọng rồi, nhưng mà tâm ban đầu triết lý tâm thay đổi cho mình phát triển thêm từ cái việc tận định. Thì bây giờ một vị đệ tử đỉnh gọi là cái đệ tử thiền ở cái cực biên cao nhất đệ tử thiền, khi ngài nhập vào đệ tử thiền gần như là nhập vào trời định đấy đó, từ cái tứ thiền này một cái trạng thái từ này bắt đầu chuyển cái thọ hành, tức là cái tuổi thọ của mình từ giờ đang có thể chuyển tuổi thọ được, tăng chuyển cái thọ nó cụ thể lắm. Cái tuổi thọ nó là phần cái vật chất, thay đổi vật chất mình không phải muốn tự nhiên thay đổi được, cái vật chất này á tới lúc nào rã thì phải rã, mà muốn nó không rã phải thay đổi cái vật chất khác, mà thay đổi sao được, nếu mà tôi đốt nó thì cháy queo rồi, thấy chưa nè, mà tôi đốt thì nó cháy queo làm sao thay đổi được, mà nguyên tắc là phải thay đổi trong chính cái này, cái cơ cấu từ cái tế bào là thay đổi ngay trong tế bào mà chắc phải là đốt nó, đây là trong nguyên tắc mình làm cái này thay đổi, là vì trong cái tế bào mình á giống như là ngay khi mới sinh á, nó còn đã lập trình cái mã lập trình rồi, những cái mã lập trình vi tính rồi đó, định giờ sẵn rồi, thế cho nên là timing sẵn rồi, là tới cái giờ đó nó sẽ tắt, chỉ khi gặp cái điều kiện hoặc là điện đồ nó mất hay là mình xài tầm bảy nữa thì chưa tới giờ nó tắt, hoặc là mình giỏi mình tăng thêm cũng vài giờ thôi, chứ mình tới đó nó sẽ tắt, nó thay mình tới đó sẽ tắt. Thì cái lập trình trong khi mình đầu thai cái dị thuật này, khi ngay khi lập trình cái điều nó chắc chắn thôi, cái cơ thể là vật chất bao giờ trong thai mẹ vẫn có lập trình, ai lập trình thì không biết, nhưng mà lập trình cơ thể lập trình tới cái mức đó nó phải rã. Thì bây giờ làm thế nào thay đổi được cái lập trình này thì nó không rã được, nó cách thay đổi. Thì các ngài mới nói rằng bây giờ muốn phải là một vị A La Hán muốn kéo dài cái thọ hành này á, bắt đầu phải bố thí, tức là mà La Hán này là một thầy tỳ kheo thì là không có đủ tiền để bố thí, vì không có sở hữu, chỉ có bình bát và y, thì lấy một trong cái này bố thí. Nhưng mà là nguyên tắc là y bát mình không được phép cho ngày đời, tỳ kheo được cho được bố thí tăng. Thì những khi bố thí như vậy á thì cái này là vật chất, nó tạo được quả vật chất tương xứng, thấy chưa, thì trong đời là vật chất tương xứng, thì cái vật chất như thế này trong người nó phát triển có vật chất,
cái vật chất nó phát hiện tâm này, thì nó bắt đầu ngồi nhập định. Nhập định trước khi mình phát nguyện này, tất cả những cái vật chất mà nó có trong mình đấy, là vật chất này là gì? Vật chất này gọi là phú, là giàu, tức là sung túc. Tức là mình cho bố thí như vậy, kết quả lại là có thể là mình không lạnh, không được cái cơ thể này, hoặc nó khỏe mạnh, không bệnh hoạn, nó tạo thành cái phần, nhưng mà chuyển tất cả cái đó thành thọ hành, bắt đầu mình nhập định, thì cái trạng thái thiền định nó tự điều hòa lấy, bắt đầu phát cái ý nghĩ, cũng như ra lệnh lập trình đó, ra lệnh là sẽ kéo dài ra, tức là chuyển cái khối vật chất mới này đó, chuyển ra, còn tâm cái gọi là bố thí thế nào thì có vật chất thì còn lý thuyết nữa, tạo thành cái lối sắc pháp trong người rõ ràng đó, nó tạo thành gọi là khối vật chất. Thì cứ nói thêm chút là cái câu hỏi trong cái cách tánh luận đó, vì cái vật chất sinh ra nó hỏi là thân thể mình có hạn, nếu mà có loại sắc pháp mới nó phát sinh thì tại sao mình không nặng thêm mà không phì ra? Thì trong các luận ta mới nói là cái sắc pháp thực ra các thực vi các mà là các cái nguyên tử không bao giờ dính về nhau, luôn có quãng hở, quãng hở không bao giờ hai cái được dính sát nhau, quãng hở. Thì cái sắc pháp sinh ra, nó sinh ra nó một cái năng lực thôi, nhưng mà nó sẽ tồn tại trong những quãng hở này. Thì để tâm và thắng biến đổi những cái đó lại, tức là tác những biến đổi từ những phần thắng biến đổi, quãng hở nó là một cái phần gần như là một cái năng lượng. Tức là khi mình bố thí như vậy, mình cho người khác, trong mình tạo thành cái năng lượng, khi người khác nhận thì mình sẽ phát sinh cái năng lượng, nó gọi năng lượng vật chất, nó tồn tại trong vật, nó là sắc pháp, nó có đất nước lửa gió, mà nhưng mà nó cái thành phần vi tế và là vô kiến vô đối, là không thấy được và cũng đụng chạm, tức là không có cái đối kháng, và cũng có thấy không thấy, có nghĩa rằng là dùng con mắt, bất cứ cái mắt ở cỡ nào, dù hiển vi cỡ nào cũng thể thấy được, chứ còn dùng cái hiển vi được có nghĩa là thấy, tức là cái tần số dao động thấp quá mình thấy thôi, nhưng này hoàn toàn không có dao động thấy nào hết đó. Thành ra là cái loại vật chất không thấy được, nó tồn tại trong đó. Bây giờ vị nhập thanh định này, với cái ý nguyện là chuyển tất cả những cái này thành đời sống, kéo dài cái tuổi thọ ra, mà muốn mà kéo dài bao nhiêu thì kéo dài. Thành ra bây giờ vị đó nhập định, thì nhập định thì cái trạng thái định kéo dài cái tuổi thọ ra. Thì khi kéo dài tuổi thọ như đó ra ấy, thì cái phần này hơi viện với chút, mình không bao giờ chứng là mình biết. Thì tâm này nó có hai phần. Thì tâm khi mà thiền định ấy, thì mình nói là có biến hóa thần thông gì, chứ người tu thần thông, một cái thân này biến thành thân khác, cũng vật chất biến thân khác. Thì khi họ được thần thông, thực sự nó tạo ra một sắc khác và biến hóa không phải là từ trên trời xuống, nhưng từ vật chất này sinh ra vật chất khác. Tức là đây vật chất cha mình sinh ra, thì cái kia vật chất này tự đẻ ra vật chất kia, sinh ra thật sự. Khi mà sinh như vậy, từ cái thân này nó sinh ra một cái thân khác, cái thân này vô ý sanh nên từ cái vật chất nó sinh ra, tức là thiền định. Y lên thân này thiền định này, trong thiền định nó tạo cái vật chất này, thì lấy từ vật chất mình tạo ra một cái thân mới, cái thân này để lại, thân mới bắt đầu đi, cái thân mới này cái chuyển thọ hành qua cái thân mới này, cái thọ hành chuyển qua thân mới này, tạm thể bây giờ còn tới ba tam kỳ kiếp nữa, tức là từ ngày xá lợi Phật trở đi, nếu mà còn tu tập thì ít nhất một a tam kỳ kiếp nữa, một đại kiếp nữa. Đi thì kéo dài tôi thùng thêm một đại chết nữa. Thấy chưa? Thì cái này, thì cái thân để đây, cái thân để đây này, cái thân này, thì thân này nó chịu quy luật cũ, nó rã, nó chết, thấy chết. Thì ngài chia qua cái thân kia, không kia có thể sống bất cứ nào, mà thọ sanh bất cứ nào, mà thân ý sanh, muốn tái sanh là bất cứ đâu, muốn đi đâu, thì không cần tái sanh, đi bất cứ nào, trong cái loại nào. Nhưng mà từ đó thì đâu, coi như là trong cái chết này và là biến sanh tử đó, chứ không chết bởi cái thân này nữa, thì từ đó kéo dài cho tới một kiếp, tức là thành Bồ Tát đạt, đi làm tất cả tới một kiếp nữa cho thành thẳng đi dưới thiết cho dựng như vậy. Cái này dạy những cái tâm đại và dạy cái môi trường này khó lắm. Nếu theo nguyên thủy nó dạy cái này khó lắm. Thành kinh Phá đọc cái đoạn đầu mình thấy ngài Xá Lợi Phất than thở, mình bây giờ không thành phần được nữa, hết rồi, hết hy vọng rồi, vào niết bàn rồi. Thế khi nghe Phật nói thì Phật nói không biết, Phật qua nói chứ còn Phật nói thì mình không nghe, không biết có phải không. Như người ta bác cái này phải, nhưng mà có thể, nhưng mà diễn tả theo cách này, câu diễn tả đó diễn tả được cái ý nguyện của nhiều một số
phần nhau cho Phật giáo phát triển. Ban đầu các vị chỉ mong rằng là mình tu hành như Xá Lợi Phất là được rồi, nhưng mà sau này phát triển thêm, cũng giống như là đi học võ, người nó ban đầu đó 100.000 học, như là khoa học võ, học sinh võ sinh đó, thực ra chỉ muốn muốn được quanh hơn người ta thôi, chỉ ít ai muốn bận thầy, chắc chắn trong đó có và có người muốn bận thầy, và ông thầy vẫn tìm học trò cho bạn mình. Thấy chưa? Trong đời sự Phật giáo cũng vậy, phải có người mong thành Phật. Mà nếu ngài sẽ lời Phật cỡ nhưng mà không băng thì khó có kiếm người mong thành Phật lắm, khó có người mong lắm. Thì thành nó để cho ngài, ngài sẽ lời Phật chuyển những cái vị đại đệ tử để thành Phật. Thì đây là nói cái việc tận định đấy chứ. Thì cái phần đây mình nói cái câu chuyện tận định như thế này nó bình thường thôi, nhưng mà dừng tạm cái rất khó. Là ngay trong nguyên thủy đã xác định rồi, ngài Xá Lợi Phất xả bỏ cái thân này vào niết bàn rồi, để xá lợi đấy mình thấy bây giờ vẫn còn Ấn Độ còn thời xá lợi ngài Xá Lợi Phất á, vào niết bàn rồi làm sao thành Phật nữa. Thấy chưa? Cho nên cái này là trong cái phần này, chứ trong cái phần cái giáo lý mình đọc cho sơ nhé, chứ cả một cái cuộc cách mạng giáo lý thay đổi nhiều thứ lắm á. Cái này là phần cái này, đây là nó hai cái phần nói về cái chuyện là ý nghĩa sống trên rừng, cái tâm tư và nhập trần tự định. Bồ Tát đạt tới cái mức nào, giống như là cái gì mà đạt tới cái mức cái như nhập trần tự định đó, thành cái hóa thân khác, làm thế nào tới cái hóa thân đó để đi vào. Còn đây chỉ nói cho cái lý tưởng, nhưng mà thực hành phải thực hành cho được. Cho đây nói rằng là nhập diệt tận định mà vẫn hiện có oai nghi, có cái chữ mà chơi. Nhưng mà khi luận họ giải thích là có thể làm được chuyện này hay không, làm thế nào làm được, thì người ta mới giải thích vẫn có thể làm được, nếu mà tu tập vẫn có thể làm được. Nếu làm được điều này thì ở thế gian này có rất nhiều vị Bồ Tát mà mình không thấy, chúng ta cũng đi đâu đó không thấy, làm hành đạo mình không thấy. Thế gian có rất nhiều Bồ Tát mà các ngài đi hành đạo, tại vì các ngài có một cái hóa thân khác, tức là các ngài đã chứng được chứng diệt tận định rồi, đạo hiện định, nhưng mà vẫn hiện đi đứng nằm ngồi cứu tế chúng sanh, làm tất cả những việc, không biết ai là Bồ Tát trong này. Một cái phong tục thôi, chứ còn trong nguyên thủy thì phải làm hơi khó nói. Nguyên thủy theo nguyên thủy Phật giáo người ta cũng định về ở trong đại thì cũng nói tới cái chuyện đó, nhưng mà cái truyền thông của Tây Tạng, truyền thông Tây Tạng thì thành có cái giáng sanh thì họ có dạy cái cách hành, mà trong phương diện lôi ra cái này là chứng minh không có đâu. Cái này phần ảnh có mật tâm lắm nữa, cho nên chỉ cái kia đấy thì chỉ có niềm tin xuông thôi. Cho mình để giải thích thì tôi chỉ phải dựa theo sách vở, chứ còn giải thích tôi không có giá, tự động giải thích. Còn giải thích dựa theo các ngài lạc ma thì không được, nhiều khi mình giải thích cho nó qua chuyện thì nó ngay. Nó có thì những cái nhiều khi có cái có lý, nhiều khi cái có vô lý, tùy theo. Trong cái thì có trong cái chuyện mà nếu mình nhìn từ cái cạnh lịch sử chính trị thì trong cái chuyện ta sao nhiều cái ý nghĩa chính trị nó phức tạp lắm. Để đọc lịch sử Phật giáo Tây Tạng nhiều cái chuyện đọc trong này. Không dịch tận định năng, cái đó là hiện thân làm việc phàm phu mà không xả đạo pháp. Cái này mới thực ra đi vào đời đấy này, hiện thân phàm phu mà không xả đạo pháp. Là câu này là chính yếu để lập một cái Phật giáo nhập thế ngay giữa lặng đời. Đây là cái câu nhu với Phật sống thời gian giống như người đời cư sĩ mà vẫn thực hiện được Phật pháp. Còn mấy khác nữa về cái chính lý thì không cần tâm tụ đọc thêm nữa, nhưng mà những cái câu đó là gần như là cái lập trường chính, là gần nêu những cái định, những cái và những cái tiền đề chính
từ trên những cái tiền đề để phát triển thành cái hệ thống giáo lý đại thừa trong hai phần. Cái phần thứ nhất đó là tu tập, thứ nhất là tỉnh tọa, là đời sống hàng ngày thân đạt tới cái mức cao nhất tu tập, đó là chuyện thành định. Hai cái phần là tu tập. Cái phần cuối cùng đó là phần hoạt động, là hiện, tức là hiện làm các việc phàm phu và không xả đạo pháp. Ba điểm á, mình tập trung là ba cái điểm này, là ba cái tiền đề để phát triển đại thừa. Hai câu đầu thì nó có vẻ rằng là nó quần túy, gần như lý thuyết nêu ra một cái tiền đề mình không giải quyết được, vì không biết giải quyết một cách nào. Sau này phát triển thêm mình nói là các ngài là vào dịch tầm định, hay là vào cái định để kéo dài thành đi những cái phần sau này nói chuyện thân, thì cái này mới xác định cái hành trì Phật giáo hành ở đâu, ở trên rừng, trên núi để viễn ly, hay là hành ngay giữa đời như một người cư sĩ. Thì trong này nêu rõ cái vai trò cái cư sĩ, xong cái đời vẫn có thể hành đạo được không cả, tức là ngay giữa đời thì vẫn có thể hành đạo, có thể nhập vào tầm định được. Thì cái này phần cụ thể hiện làm việc phàm phu, phàm phu gì? Việc phàm phu là đi buôn, đi bán, làm thợ, làm thuyền, làm tất cả mọi cái, làm mua, làm chú, đây gọi là các công việc phàm phu. Mà tất cả những cái này cũng không rời đạo pháp. Trong này cái đạo pháp là gì? Tức là cái này là cái chính, cái bồ đề. Bồ đề tâm này, bồ đề thực ra lợi tha thôi. Chả có cái đạo pháp không có cái chuyện là làm lợi cho người khác, ích lợi cho mọi người, hay là làm thế nào tất cả mình cùng đạt tới cái đời sống an lạc, chứ chả có cái Phật pháp nào riêng về trong cái chuyện này. Làm thế nào là người khổ mình làm tới hết khổ, người hung ác làm mình hết hung ác. Cái ý nghĩa là chỉ là đạo pháp trên ngoài, chả có cái đạo pháp đặc biệt. Cái đạo pháp mà người ta đói không làm cho tới hết đó thì chả phải là đạo pháp, thấy chưa? Thì ra thì trong cái hồi xưa nghĩ đói mình để đạo pháp là mình biến ra biến cái nồi cơm cho người ta ăn, cái đó không chưa đúng. Thực ra đói thì phải khổ, mặc dù đói người ta vẫn có thể cảm thấy khổ, đó là mình giải được cái đạo pháp. Làm tới hết đói là một chuyện rồi, nhưng mà dù không làm hết đói nữa, người ta vẫn bao giờ khổ. Mà khổ là tạo những cái gì? Khổ là phiền muộn này, mà khổ sinh ra nhiều thứ, ghét người này, thương người kia, hận đời này nó. Khổ mà khổ quá thì hận đời thôi, hận đời đẹp mặt là phải khổ thôi. Không hận thì không khổ, là phải hận, đâu gọi là khổ hận mà. Hận là khổ là phải hận, không khổ thì có hận. Mà hận là phiền não ở cái thế giới này. Bây giờ làm thế là ta không khổ, không hận, tất cả nghĩ là Phật pháp. Phật pháp không có mục đích nào ngoài cái chuyện này. Cái niết bàn hay cái gì tất cả nó vô giá, vô ý nghĩa, có cái này. Thì cái này chính là giải thuyết pháp trở lại cái này. Vì bắt đầu ta xa lìa cái này, ta nghĩ là ngồi quán vô thường vô ngã rồi tự nhiên là vô niết bàn rồi, một cái gì khơi khơi không hiểu được. Không hiểu cái ý nghĩa niết bàn vô thường vô ngã là gì. Cái này không có đơn giản thôi. Người ta khổ quá, mình dạy người ta như thế này. Một cụ phương tiện đi, cháy nhà cháy cửa rồi tự nhiên khổ muốn tự tử, dạng được cái định luật thế giới là vô thường, cái chuyện cháy là tự nhiên, thì cái vô thường nó ích lợi giải được khổ cho người ta liền. Cái cụ thể nhất, người ta thất tình, người ta phán bội, người ta thất tình buồn khổ, cắt nó về chùa, ai nức nở phỉ bên chánh điện rồi. Thì những cái khổ đó mình giải quyết được những cái khổ, người ta không còn cái trạng thái khổ nữa, tức là sống được đạt tới một cái trạng an lạc đó thì mới là có ý nghĩa. Và phát chung ngoài đó có ý nghĩa là khác hết đó, thì đó gọi là hiện thân. Hiện thân làm các vườn phu mà không xóa đạo pháp, thì cái này là xong cái chuyện. Thì dưới kia nói thêm cái lý thuyết là triết lý thì không kể nha. Cái phần đó phần ngày xá lợi pháp tôi nói tóm lại cái này là trong này lấy không nói tới cái đại trí, cái này trong này hoàn đại trí, mà đây ngài xá lợi pháp là tượng trưng cho một cái mà là một cái đề tứ cao nhất mà gần ngang với Phật, đây gọi là thay Phật chuyển pháp luôn. Cái đời sống của xá là không để thể hiện cái đời sống của chính Phật, vì rằng là ngoài cái đại trí ra rồi là cả cái đời sống là một cái gần với Phật, không nói tới Phật mà thể hiện đời sống nó gì. Thứ nhất
là cái đời sống mà xá lợi pháp tỉnh tọa trường thì tất cả mọi người, nhưng mà cái việc tận định đó là thực sự là cao nhất chỉ có ngài xá lợi pháp, phải được Phật khen ngài xá lợi pháp. Cái định mà cao nhất ở trong các cái tầng ai bằng xá lợi pháp, tại vì muốn nhập định nào lúc nào cũng được hết á. Hoặc ví dụ giống như là một người, một cái công nương mà giàu có, nó cả một cái tụ áo hồi xưa với thời Phật mà sao có áo nhiều giống như thế, cả một cái tụ áo vậy đó, là áo buổi sáng buổi chiều muốn bận lúc nào bận, phải thò tay lấy đúng áo buổi sáng áo buổi chiều là bận áo là được. Thì sao muốn nhập định bất cứ lúc nào cũng được, đi đứng nằm ngồi chỗ nào bất cứ nhập định lúc nào cũng được, trạng thái cao nhất thì chỉ điểm hai cái, chỉ điểm hai cái, tức là cái lý tưởng của mọi người, mà lý tưởng đó là phải xuất gia, tượng trong những kết quả cao nhất của người xuất gia đó là xá lợi pháp, chúng ai dám tới Phật, là vì nó sao cũng sống cực khổ như ngày ca diếp cũng này khác mà xá lợi bình thường, này cái chỗ là có nệm vẫn nằm nệm, chỗ nó cỏ vẫn nằm cỏ, không bình thường có gì cả, gần như là không chấp trước. Chân ngày ca diếp là khác à, áo rách áo lành không có bận à, áo lành những gì nó bận à, thế Phật thì đổi mà cũng đổi mà, Phật kêu ca diếp là ông bây giờ già cả rồi. Cái áo ông á nó nặng lắm, chứ cái áo mà tăng dài lê là phải tới 4 lớp lần, tại vì nó rách phải vá nhiều lớp á, 4 lớp nặng, đi già đi mang nội tới đổi áo đi, không đổi, đổi Phật cũng đổi hết, còn áo chơi là Phật không gặp đâu thì nghĩa là bình thường. Cho nên đó là cái lý tưởng, thì cái tập trung vào hai điểm đó, cái điểm chính lấy được ra đời sống xa lắm, biển thì xa lắm, núi rừng à, xa lắm, tất cả mọi ồn ào đám một đời sống tịch mình một mình, nó tượng trưng cho đời sống tăng viện à, thì tâm này chỉ xác nhận rằng tăng viện không phải nói để thể hiện trọn vẹn cái Phật giáo à, Phật đạo Phật đây nghĩa đây là gì, nó làm đây tuy là không nói rõ nhưng mà trong cái câu nói là hiện làm các việc phàm phu không sao để đạo pháp, có nghĩa là tất cả những người hồng phu đó luôn luôn có ý nghĩa. Đạo pháp là gì? Đạo pháp nghĩa là có ý nghĩa, có mục đích. Trong kinh Phật nó nói rằng ta không nói những cái gì những chữ vô nghĩa, nghĩa đây là mục đích, tức là không dẫn tới mục đích cuối cùng là gì, đó là an lạc. Mà lạc này là gì? Không bệnh là niết bàn là lạc tối thượng mà, niết bàn là lạc tối thượng, đạt cái lạc này nếu bạn thì ngoài ra không có cái mục đích nào cả, mục đích chính là lạc. Nếu các bạn bây giờ đưa một người làm cái ở chùa ở ngoài được, làm thế nào đưa tới cái lạc trong đời này đời sau, lạc cao lạc thấp lạc cái tới niết bàn, mà thì cái phần này có hai cái, cái phần này tôi nói trong hai cái, phần cái lịch sử, phần cái nội tâm, ở trong cái mình nhấn mạnh cái nội tâm, cái phần lịch sử. Thật ra phần lịch sử thì nói như vậy đó, lúc mà đó Phật giáo muốn đưa tất cả vào cái thế gian, còn lúc thì muốn nhốt tất cả trong cái nhà chùa. Tôi kể mà hai cái chuyện hôm trước đó, cái anh Pháp đó, anh đi tu rồi sau anh qua Nhật, anh gửi Thầy Vinh Châu đó. Tức tôi con nghĩ rằng Phật Pháp, Phật giáo, giáo lý Phật ở trong bốn cái tầng tu viện ấy, phải không khác hết. Ra bỏ đầu tay để tóc dài, chạy chút lăng con, đi có vẻ đẹp trai, thanh niên Paris đi lịch sử lắm. Mày đó rồi còn cái ông Nhật Bổn kia cũng vậy đó, cái đấy là những cái chủ trương Phật giáo gọi là sống Phật giáo ngay giữa đời. Thế nhưng mà là đó là trong cái phần lịch sử nó phá thật, nhưng cái phần nội tâm nó gay gắt hơn. Ai sống ở đây mới thấy sống trong cái đời sống mà là ước vọng, tức là sống cả cuộc đời cho sự giải thoát nữa. Nó mâu thuẫn ngay từ nhỏ tới lớn. Anh chị chưa có cái tâm trạng cũng phải đi tu, thành ra ở ngoài đời không thấy được cái mâu thuẫn dằn vặt của chính mình. Thứ nhất trước hết á, mình có thể dễ dàng, nhưng mình dứt khoát với cha mẹ đi, mới cái tuổi nào biết bỏ cha mẹ đi đã là khó rồi, đây là cái khó cho mình rồi. Nhưng mà là dứt khoát được cái này, nhưng mà đi đỡ một cái là cha mẹ đi nó cũng chả có đói khát gì mà đi được, chỉ đi một cái là ổng mới giận thôi, buồn. Có nhiều bố con đi buồn, có mất ăn mất ngủ mấy ngày mà đều cảm nó không được,
mà đi như vậy là một cái dứt khoát. Thì ngay trong thời Phật cũng vậy, nó sẽ có cái dứt khoát này. Thì đây là một cái mâu thuẫn làm thế nào, nhưng mà trong cái hy vọng rằng mình đi đem cái gì mình bù đắp trở lại, thì chỉ có cái này là an ủi thôi. Tức là thí dụ như Phật nói là nó đã chút bỏ cả cung mà đi, là bỏ cả cái gian sang xã tắc mà đi hết đó, nhưng cuối cùng đem lại cái gì, đem cái gì nó cao hơn nữa. Nhưng bình thường mình chắc gì đem được, chắc gì tu thành cái đó lưỡng đôi cái này nè. Đương nhiên là nói những người có tâm trí thật sự, còn một số người mà đi tu về chuyện vui đời, con nít đi chơi vui, không có lý tưởng gì là cả đời rồi nó được vui đâu chút đó, cái đó không đáng kể. Nhưng mà cái người mâu thuẫn thật sự phát triển thời gian sau, khi có cái tài năng, ai có tài năng cũng bao giờ không muốn chôn chặt mình ở trong cái đời. Cái này là cái tâm lý tự nhiên. Ở trong cái tôi đồng pháp kể câu chuyện đó, cái chuyện này là chuyện lịch sử, nhưng ông đưa vào cái chuyện quan học. Cái anh chàng đó là anh chàng là tên Biện Hòa, anh đi vào núi, anh gặp một tảng đá, anh là thợ ngọc, biết có chuyện ngọc này không? Anh lấy cái hòn đá, anh biết đây là ngọc đem cho vua. Vua nói đây là một ngọc quý, vua mới là cho các cái thợ ngọc về dòm, nên cái này là đá, vua cho là tổ quốc chắc chân. Tới khi ông vua khác lên vẫn mang tới, nói đây là ngọc, cho thợ nó cũng là đá chặt chân. Ông vua khác lên, vua chết sớm, vua hồi xưa là chết sớm lắm, bây giờ là không có đi đâu mà lết. Lúc này khám phá ra là ngọc. Cái chuyện nó quan trọng chỗ này này, cái hòn ngọc nó là đá, nhưng mà một là ông này là không muốn bỏ phí một cái ngọc quý ở đời, nhưng mà không phải vị tha đâu, không có cái vị tha đâu, chắc chắn rằng là cái tài năng mình nhận ngọc mình nó cho một nhận được mình, tức là tìm ra một cái tri kỷ. Thế nào nếu mà người ta biết ngọc là biết mình là kẻ nhận ra ngọc, tức là cái tài năng của mình không bao giờ mất, thành nó dù chặt chân chặt gì nữa ấy, chỉ chặt cái đầu lên nó chuyện thôi, còn chặt chân chặt tay, nếu mà không chắc chặt tay nữa, may là chưa chặt hai tay đó, chặt hai tay là chắc phải nó bỏ, mình sẽ lăn cũng coi, chắc là bỏ con ngựa nó kéo cổ đi vô, nhưng nhất định cho người ta biết cái nào, để đợi người tài năng này hồi bỏ cái đông tô đông phao mới có câu đó, nói lên câu chuyện đó. Người có tài năng không muốn đời biết đến, nhưng mà đời không biết đến mai một thì cũng chịu được, mà đem cái tài năng cho đời, đời nó giận và cũng khổ, mà không muốn chịu khổ rút lui thì ở cái đời tài năng không bao giờ ta muốn phí. Thì một người ấy, trời thôi Đức Phật thì mình nhớ ngay bây giờ này, người tài năng ở trong mà đời sống như vậy, nhốt bốn cửa chùa, nhốt một, trừ vì là tôi nhốt một thời gian tôi sẽ thành Phật. Nhưng mà cái chuyện là biết rằng thành thật ấy, nhưng mà nhiều kiếp sau còn kiếp này bỏ đi uổng. Thấy chưa nè, bây giờ ngay tôi nói như nè, mà cỡ tôi bây giờ tôi chết đi tôi đầu thai trở lại, thấy chưa, thì tôi vẫn trở lại như thế, tôi vẫn họ như thế, ai dám đâu. Nó thôi bây giờ thầy đám sống thêm, thầy chết, chết tôi đầu thai trở lại chứ, nên không biết đâu, nhưng mà tôi đừng có chết. Đây là cái tâm trạng rất bình thường. Thì cái xung đột như vậy đó hả, bây giờ đem cái tài năng mình cho đời để cái này sống ra ngoài đời, hay là trốn chặt nó lại, tâm trạng này nó mâu thuẫn, đó là một cái điều xung đột nó trường kỳ, cái tới một cái tuổi nào đó mới ổn định rồi. Thì cái tâm trạng này tất cả thật cho một số người, trừ cái những người nó phù hợp không có tài năng gì, nghĩa là sống qua ngày tháng ở chùa ở đời như vậy, nghĩa là sống đời thì trả nổi, bây giờ làm cũng khổ quá, ra làm việc thì cũng làm thuê, làm mướn khổ ở chùa, thế nè, ở chùa vẫn làm được, ra đời vẫn được, ở chùa có thể làm sư mà ra đời tôi có thể làm tổng thống, mà bỏ cái thằng ở chùa, bỏ tất cả cái này, cái này cái dạng vật, thì không phải ra ngoài muốn thi thố tài ở đời, muốn giúp đời, đem cái tài năng này giúp đời, không muốn mai một, nhưng ở trong này thì mai một làm thế nào để cho hòa giải được cái này. Thì cái tâm trạng này nó hòa giải được, cái xung đột của xã hội phát với trong này, xung đột rõ ràng nó có, mình cũng có những người nào sống trong nắm giữ cái xung đột này, nó gần như ta gọi là xung đột giữa tài gia và xuất gia, nhưng mà xung đột nội tâm ở có một con người
cái ý nghĩa, cái ý nghĩa kinh này không phải đơn giản nhưng mà thấy được, mà phải đọc nó bằng cả cái tâm tư bạn, cả cuộc đời kinh nghiệm mình. Anh chị nói bây giờ thử ở đây, thử đi tu với ta. Có nhiều người đi tu dễ, không có xung đột gì cả. Thứ nhất là tới tuổi nào đó có tiền, nghĩa là hưu tiền lương tiền bổng nó có cả, đi tu nó dễ bỏ, nó dễ. Hoặc là cái đời cái gì nó cũng dễ, vì tài nó mình ở ngoài đời cũng phải ở chùa, ở đời thì chẳng giúp cho bao nhiêu thì có chùa vậy thôi. Nhưng mà ở đời cần thiết của chùa, hai cái mình chọn cần thiết, lúc đó có sự xung đột. Là hết một ngày nào, bữa nay hết một trường hết rồi chứ đó, đồng hồ chết rồi. 6:10 tám hai rưỡi rồi. Mấy? 6:10 tám hai rưỡi, mới 2:30 à? 2:30 chết lâu rồi. 1:30 à? 1:30 mấy giờ? Dạ 8:00 8:00 đúng hả? Còn nửa tiếng này. Còn nửa tiếng là sư giáo tôi nói. Thiệt là hai vị tứ đầy tứ độ quan trọng. Nhắm mạnh hai cái sau tự tìm hiểu lên được. Tôi đọc những tôi nói dài dài như vậy, chị nó có cái giao cho ấp, nó có cái tư tưởng cho nó quen, rồi thực ra mấy cái đoạn sau tự mình tìm hiểu lấy. Thế cái phần thứ hai, đây là phần nói về cái đời sống, cái lý tưởng nè, lý tưởng của Phật giáo cô động ngày xá lợi Phật này đó. Bây giờ mà Duy Mô Cật mở rộng ra, đưa cái đó nhập thế, bưng cả ngày xá lợi Phật vào đời, bưng cả cái gì Phật định vào đời, bưng thế nào cho được thì trong đoạn sau này, tức là đoạn sau nó sẽ cố tìm cái đoạn dưới cả cái Duy Mô Cật sẽ tìm cách từ ngày Văn Thù trở đi. Từ khi mà càng ngắm tôi đi thì diễn tả cái này, cho nên cái bố cục của đoạn kinh nó có cái bố cục văn học trong đó, nó giới thiệu nhân vật, giới thiệu đề tài, sau đó bắt đầu giải quyết. Chứ nếu không thấy những khúc mắc này không biết sao giải quyết, chỉ thấy động phê bình chứ không thấy những cái mâu thuẫn mà bình thường, không có một cái lý thuyết rõ ràng mà không có một cái lý thuyết nó vững vàng, không thể giải quyết được những cái mâu thuẫn này. Mâu thuẫn giữa nội tâm và mâu thuẫn xã hội, cả hai cái nó phải một. Mâu thuẫn nội tâm đó là phần tu chứng cũng như kinh nghiệm riêng của mỗi người, và mâu thuẫn xã hội thì cái phần đó là phần này. Phần thứ hai là nói tới một kiện liền, thì trong này không nói tới thần thông gì hết á. Một kiện liền là đệ nhất thần thông này, biến hóa này đó. Thì kinh điển thì mô tả những cái thần thông của một kiện liền đó, mà mô tả cái mô tả mà cái mà những cái mà độc đáo mà dễ sợ nhất á là nói là nghe Thiền Đế Thích. Thiên Đế Thích xuống hỏi đạo Phật pháp đó, hỏi tới cái ái tầm giải thoát ở đây, cái chỗ có thầy đó Phật Đế Thế Tôn ái tầm giải thoát, tức là giải thoát là do diệt tầm khác ái. Ái này liên hệ tới từ ngã ái là gì? Khác ái này tức là mong rằng đời sau ta sẽ thế kia, ta sẽ tồn tại tới đời sau, và đời sau cái đó là gọi là khác ái. Chứ còn cái ái dục và ham muốn bình thường là khác, nó ái khác. Cái ái tầm diệt tầm cái ái đó gần như là cái bản năng sinh tồn, là cái khát vọng sinh tồn, khát vọng sinh tồn, mà khát vọng đó sinh tồn đó, là muốn ta sẽ thế này thế kia, ngày mai ta sẽ ăn thế này, sống thế này, mọc thế này, khỏe thế kia, rồi ngày mốt đời sau ta sẽ thế này, cái đó là khát vọng. Thì diệt những khát vọng này, cái nó do một cái tự ngã, nó gọi là khát ái tầm giải thoát. Thì khi Phật giảng ái tầm giải thoát cho Thiên Đế Thích, ngài chết lâu cũng nói cái anh chàng Thiên Đế Thích này, anh Chúa Trời mà, tức là ông trời, ông trời trời cha chứ không phải trời con, đúng, dữ lắm. Cái này là sống buông lung mà nghe được chắc gì hiểu, thử ông hiểu không? Sao người bấm chừng cái cả cái rung để cung điện của Đế Thích rung động, sẽ đi thích đồ sợ hết rồi hết nữa. Từ khi mà ngày một liên đi tới thì ông mới tới kêu chào đón rồi đó, thì mới dẫn ngài đi vô trong cung điện. Nghĩa là khi ngài một cái liên vào trong cung điện Đế Thích đó, là bao nhiêu cung nữ của Đế Thích là sợ trốn hết. thấy tỳ kheo đi lên trốn hết. Mà biết cái đoạn diễn tả vui lắm, theo cái thần thoại diễn tỷ cái thần thoại ngay đó. Nhưng mà trong đó thì nói tới cái thần thông một kiện liên, trong đó nếu ngài một kiện liên bao giờ nó thiền thần thông, một cái thuyết pháp nó cũng thuyết pháp bằng thần thông. Nhiều cái chỗ kể à, tới cái chỗ đó cần thuyết phục, tức là có một cái sự cố nào đó mà khi Phật sai xá lệ Phật một lần tới để dàn xếp, tức là để thuyết phục một biến cố quan trọng, xá lệ Phật tới thuyết pháp bằng cái lời nói phân tích, còn một lần thuyết bằng cách hiện thần thông, hoặc là hiện thần thông thuyết pháp. Cái này thì cái phần này bỏ qua,
trong này á nó sẽ chuyển thuyết pháp. Thì Phật giáo có hai cái đời sống rồi, thì những đời sống này bằng pháp. Phật luôn luôn nói mà ai thấy pháp thì mẹ đó thấy ta. Như con Bạc Cà Lì, ông là Bạc Cà Lì đó, bệnh gần chết, biết mình sắp chết rồi, nhờ người nói rằng là bây giờ tôi bệnh quá, mà ông này chứ có A La Hán nào cũng thường thôi, phải tùy theo nhờ Phật, thì Phật tới liền rằng này Bạc Cà Lì, xá gì cái thân hôi thối này mà ngươi cần gặp, ai thấy pháp mẹ đó thấy ta. Mà pháp đây là gì? Mà trong Phật thì cái ca ngợi pháp là pháp được Đức Phật khéo nói này, tức là nói một cách hoàn hảo đó, được nói từ đoạn đầu cũng hoàn hảo, đoạn cuối cũng hoàn, đoạn giữa cũng hoàn, đoạn đầu là gì, mới nghe vào thì hiểu, thì không cách đầy đủ, hiểu chính xác, tức là nói thế nào người ta không hiểu lầm. Chứ còn mà cái người mà nói dở, mà nói đường người ta hiểu ngã. Tôi thì chắc tôi bị cái này nhiều, vì tôi làm bài tôi đọc lại là đa số là ghi chép sai hết. Tôi thấy ghi chép sai tôi nhiều lắm, hoặc là không đúng ý. Cho nên cái đoạn đầu sơ thiện lắm có đấy nè. Sơ thiện là đoạn đầu là khéo, đó hoàn hảo là mình có hoàn hảo đấy nè. Tại vì tôi đọc là tôi nghe lắm, tôi giảng nhiều lắm, tôi nói ghi lại cho tôi để ra tôi viết. Mà ghi là tôi sửa một mình đấy, là tôi biết là ghi trật lắm. Rồi có nhiều người cho phép hỏi hôm qua thầy giảng vậy đó, cái là mình biết giảng trật rồi, là hiểu trật rồi, mình không cái nên là trật, cho nên giảng dở chưa phải sơ thiện, hiểu hết. Bây giờ còn đó là hồi xưa tôi giảng đừng không mà hiểu, nói là tôi đi vào nó người sĩ thao hóa mù tung hóa mù, có nói lắm vậy không ai hiểu đâu, tôi sùng quá, tại không chịu chứ bắt gì không ai hiểu. Và là đoạn đầu hoàn hảo, tất cả anh em cũng hiểu và hiểu đúng với thực hành được. Cái đoạn giữa cũng hoàn hảo, tức là bắt đầu thực hành theo cái đó, thực hành cũng đúng, có kết quả cũng được nữa. Và đoạn cuối cũng hoàn hảo, đạt cái kết quả cũng đúng, ba cái giống nhau hết, chứ không nghe đường làm đường, nghe cái này mình làm cái kiểu trật lắc đi. Thì là thì gọi là ba cái, thì pháp Phật đặc biệt ba cái này. Rồi cái nữa là pháp là ưng thời, là áp dụng bất cứ lúc nào kết quả và không bị chi phối bởi thời gian, gọi là pháp không bị chi phối bởi thời gian. Rồi pháp là dẫn đến đâu, là dẫn đạo, là dẫn tới đạt cái mục đích cuối cùng, mục đích cao nhất. Rồi cuối cùng là pháp này chỉ có một trí, cái trí mới hiểu được. Đây là những cái thường từng những cái mô tả, những cái đêm chung mô tả của pháp, gọi là mô tả chung như vậy. Thì bây giờ nó ngàn một chuyện lưu thuyết pháp thì trong nói gì không biết, nhưng mà chắc đại loại cũng nói rằng là trong này á là một chuyện lưu thuyết pháp cho cư sĩ, trong nó cư sĩ, nhưng mà trong cư sĩ thời Phật á là không có nói gì nhiều đâu, thường nói theo cái trình tự, Phật nói theo trình tự. Cho nên người mới tới tôi ban đầu khích lệ, nói rằng bố thí này sanh thiên này, tức là bố thí được cái hậu quả tốt đẹp như thế nào này, rồi bây giờ sẽ thanh thiên trên trời thì mới trời sung sướng như thế nào này, tức là nói về Phật này, pháp này, tăng này, nó trì giới này, nó bố thí này sanh thiên, anh nói những cái đó xong rồi, tức là người này hiểu được rồi thì bắt đầu nói cái đây là khổ tập diệt đạo. Nó sẽ sao thôi hệ là nó cái bình thường, cái cơ bản giáo lý như vậy. Thì ngài cũng liên giảng cũng thông tử này, nhưng mà trong định nghiệp pháp là cái gì, đích thực pháp là cái gì, thì chúng tôi cũng nói bây giờ hỏi nào liên hệ thuyết pháp, ngài thuyết pháp là thuyết như thế nào. Thì trong này cái chỗ này mình cái đoạn này nói là đúc kết những cái pháp cơ bản trong nguyên thủy Phật dạy, đúc kết những công nguyên thủy mà dạy nên thì những cái pháp mình thực hành như thế nào. Thì đương nhiên là theo Phật là phải theo pháp của Phật thôi, nhưng pháp Phật này áp dụng như thế nào, pháp gì áp dụng. Thì trong này bây giờ nói nè, pháp không chúng sanh, nếu cái chữ là tôi sẽ nói từ từ từng chữ, pháp không chúng sanh vì xa lìa cấu bẩn của chúng sanh này,
pháp không thọ mạng này, vì xá lìa sinh tử, pháp con có người, vì tiền tế, ba cái trong có chữ này là chúng sanh này, thọ mạng và con người, những cái chữ này là chữ Hán dịch sát. Nhưng mà chữ này làm gì cái chữ Hán mà đọc như vậy thì nó mất cái nghĩa triết lý của nó đi. Thì trong kia là gọi là cái chữ là chúng sanh cấu này, rồi thọ mạng này, và rồi là nhân, ba chữ nhân là con người, thì giống kinh Kim Cang đó, là vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Thì đa số hiểu theo cái chữ Hán này. Mà chữ Hán thì người bên Trung Hoa không có cái khái niệm triết học như Ấn Độ, cho nên không diễn tả được cái này. Triết học Trung Hoa với tư tưởng Trung Hoa là triết học chính trị và xã hội, thành nói tới cương thường đạo lý, nói tới trật tự xã hội. Còn nếu vũ trụ thiên nhiên thì nói cái trật tự của thiên nhiên và trật tự của xã hội, chứ không nói tới triết lý siêu hình, không nói tới cái gì hết. Cái tâm lý học cũng nói, trong khi Ấn Độ nó nặng về tâm lý học, nặng về siêu hình, thì mấy cái này nó tới, thành ra đến cái một cái từ ngã. Trong này nhấn mạnh tới ba cái thôi. Trước hết là chúng sanh, cái chữ gọi là chúng sanh. Cái chữ chúng sanh nó thực sự ra đúng dịch sát á, đây là một cái trạng thái tồn tại. Tồn tại, cái chữ sanh dịch sát tiếng Anh đó là being. Being, nhưng mà nó chữ cái dịch sentient being, tức là loại being là hữu thể, nhưng mà hữu thể có cảm giác, một loại hữu thể tức là loại tồn tại có cảm giác. Thì cái chúng sanh mà dịch chúng sanh đúng là ngài Huyền Trang không dịch chúng sanh, chữ hữu tình là chữ hữu, hữu là tồn tại. Nó cái bàn cũng là hữu, cái ghế cũng, cây cối tất cả đều là hữu, nhưng mà trong hai có hai lời phân biệt, loại hữu có cảm giác, loại hữu không có cảm giác. Thấy chưa, loại hữu không có cảm giác và không có tự chủ, không có di chuyển, loại hữu đó là cây cối đất đá, tức là không thuộc về động vật. Loại hữu thứ hai đó là hữu thuộc về động vật. Thì trong này định nghĩa động vật là thế này cho nó rõ, tức là hai cái vật loại hữu. Thì trong cái Huyền Trang dịch cho hữu này, nhưng mà để phân biệt có mọi cái hữu khác, thêm chữ tình. Tình là tình cảm, tức là cảm giác, nó có cảm giác, nó như chữ tình, tức là loại hữu mà có cảm giác, tức là người chính là hữu, mà tình đó là một cái trợ từ. Còn mình dịch ra mình gọi là hữu tình là có tình, tức là loài mà có tình là ai có tình là có bùi buồn vui mừng giận tình lục dục đó, thì mình dịch là hữu tình là vô tình đó, là từ chữ tàu mà ra phân biệt. Chứ còn cái trạng thái chính là hữu, tất cả đều là hữu hết á. Thì cái trạng thái hữu này là đó, một khái niệm về ngã, nó tồn tại một cái ngã. Quan niệm cái hữu là đều phải có quan niệm cái ngã, nó thành cái hữu cái thực á. Thì cái quan niệm cái hữu cái ngã này là gì? Thì cái này thì cái, tại vì cái tiếng Anh nó gần với cái tiếng Phạn, nó cũng vừa triết học, cho nên nó biết tiếng Anh nó dễ hiểu cho mình. Cái tồn tại cái sự vật như vậy, nó có một cái gọi là substance, có chữ stance có nghĩa là trụ đó, stance đó. Stand là đứng là khác, mà còn stand là thượng đỉnh, sắp là bên dưới. Bây giờ mình thấy một cái cây, ta thí dụ cái cây, cái cây này là khi mình mới trồng á thì nó thấp chừng này, mình đi 10 năm sau vậy nó cao, thấy chưa? Thay đổi hết lá, nó thay đổi trong mùa không có cái lá nào còn lại hết á, một cái thay đổi hết á. Nhưng tôi biết khoảng cái cây tôi trồng 10 năm trước khoảng cái đó, về phương diện khoa học cái phương diện mọi cái cây không còn, cái cây tôi trồng nó không còn. Thế này, kể cả rễ nó cũng còn nữa, nó phát triển liên tục. Nhưng mà tôi biết về cái cây nó tồn tại gì, nó có một cái tồn tại không bao giờ mất trong cái cây mà không thay đổi. Từ khi nó mới một cái lú không có một cái lá nào cả, mới cái chồi, cho tới khi nào tàn lá xung xuê, cái hình dáng thay đổi hoàn toàn, mà trong nó có một cái không bao giờ thay đổi. Cái đó là cái tồn tại, cái đó là cái sách, cái tồn tại, cái sách của nó. Thấy chưa nào? Con người nhận thức bao giờ cũng bỏ cái sách này, không có cái sách này không tồn tại được. Nên bên triết học phương Tây bắt đầu có cái câu nói rằng là không bao giờ ta có thể tắm hai lần trong một dòng sông á. Cái dòng nước nó chảy qua sông này mình gọi là sông Hương. Sông Hương từ đời Nguyễn Hoàng, từ đời xưa nó vẫn sông Hương. Nhưng mà thực sự ra thì sông là phải có nước, không có nước không có sông. Chính cái dòng nước chảy nó tạo thành sông.
ở đâu có nước chảy thở làm sao, nhưng mà con nước ở đó là trong giờ phút tháng ba giờ nước yên chỗ, yên chỗ là mình do cái cấu trúc cái ký ức mình duy trì nó lại. Thì như vậy dòng sông đó là một cái tồn tại, cái sắp, tức là ngoài dòng nước nó chảy liên tục mất hết, nước trôi ra biển mà có mưa về nguồn nó mới chỗ khác. Nhưng mà cái dòng sông chảy nó có một cái sắp, một cái biển, cái tồn tại, nó tồn tại. Nhưng mà khi tồn tại lại biết di chuyển lúc nhúc, ít nhất cơ bản nhất có mạng căn, tức là có sự sống, có sự sống như một sinh vật, thì cái đó bắt đầu gọi là hữu tình. Đương nhiên là ngày nay người ta nói rằng có những sự sống nó không di chuyển và gọi là sự sống, thí dụ san hô nó gọi là một loại sinh vật đấy, animal sinh vật, nhưng mà nó không di chuyển. Còn có những cái di chuyển mà không phải là sinh vật, thí dụ lá nó bay đâu có là sinh vật, nó di chuyển mà nước nó chảy. Thì cái định nghĩa về sinh vật, bây giờ ta có định nghĩa là sinh vật, thì bây giờ ấy, tất cả những điều có thể định nghĩa được sinh vật được đều gọi là hữu tình, đó là cái tồn tại sắc nhân tánh. Thì cái đó là khái niệm về chúng sanh, chúng sanh tất nhiên là tất cả chúng ta đều có khái niệm, và chúng ta bị chấp vào cái này cái thứ nhất là cái khổ. Nếu như mình đi xa, tôi đi rồi, tôi hồi xưa tôi sinh vào trong một cái dòng sông, cái gì dài hết, tôi ở Huế đi hay tôi ở trên Lào trên đồi gì đó, sống trong dòng sông đó, đi 10 năm sau vẫn nhớ cái dòng sông đó, thì mình nói mình tắm rửa mình giỡn nè. Nhưng mà khi tôi tắm tôi đây, tôi thằng cũng nít, bây giờ tôi lớn thì tôi cảm già, nó khác nhau. Cái dòng sông hồi xưa nó khác, mà tất cả những người xung quanh nó chết rồi, đi mỗi mình ngồi tan không còn gì nữa, nhưng mà trong óc mình vẫn còn giữ lại. Một dòng sau con đất nó bị giặt nó chiếm đi, dòng sông bị người ta giặt chiếm, gọi là đất nước kẻ thù xâm chiếm, tôi đứng xa đau khổ vô cùng, mất cái dòng sông cũ tôi rồi, bây giờ làm sao phải chiếm lại, quấn về khởi nghĩa, quấn lấy lại cái dòng sông, chiếm quấn lại dòng sông, đâu có cái dòng sông cũ, không có dòng sông nào hết á. Tôi chiếm những cái tồn tại trong ấp tôi, không có ở ngoài, tồn tại những cái cho mình, thấy chưa nè. Thì mình khổ về mất, đó là chứ kể khổ những cái mất mát, nên là mình kể dòng sông ngoài mất tại ngoài đời mình đấy. Ngày thì tất cả những cái này mọi tồn tại cơ bản nhất là có chung sanh, mà cái chung sanh mình nghĩ nó là một cái gì tồn tại, một cái ngã nó tồn tại, chính chung sanh này là một cái từ ngã nó tồn tại, mà khi nó thay đổi nó mất ngã mình khổ. Cái thân thể tôi này trước hết là một cái vật chất nhưng có tình cảm, nó có hai lỗ tai, hay chưa, mất cái tai tôi buồn lắm, hồi xưa có hai tai vì nó còn con tai xấu, cái tôi là có hai lỗ tai, bây giờ còn có lỗ tai không, nói chứ nè. Thì cái này là một cái mất mát mà người ta tiếc nuối, nó mình khổ, chứ còn nữa là cái này là chả có gì, mất cái thối, không có khái niệm là một cái chúng sanh. Tại vì tôi mất cái lỗ tai tôi mất liên tục, mất trong từng sát này thì không khổ, nhưng mà chắc chắn nè, tới đó là phải bị thánh thôi, và phàm phu ai có cái đó được. Ngay cả mất một cái chứng người ta không bao giờ cảm giác một cái chứng, cái trong y khoa nó thí nghiệm rõ ràng đó, mất cánh tay cũng bao giờ chấp nhận nữa một cánh tay, thành nó có nhiều cái thí nghiệm, nó có một cái chứng bệnh, những cái này gọi là bệnh. Mất cánh tay bác sĩ thử, mất cánh tay mặt ấy, nói tay mặt đưa lên, tay trái đi, nó cảm giác như tay mặt vẫn còn, hô bất ngờ đưa lên liền, không bao giờ chấp nhận mình mất cánh tay. Nhưng mà khi ý thức mất cánh tay nó khắc buồn vô cùng, vì ta có hai tay, không có cái ta là một tay, nó cái ta là hai tay, nhưng mà ta một cánh tay thì cái nhận phải là cái ta nó mất rồi, nó khắc, tức là cái khổ, là một cái sắc ta này nó khổ. Thì trong cái thì khi mà Phật bây giờ nói pháp, pháp đây là gì, pháp đây là ngã hay vô ngã, là một cái này vừa dám từ chữ cái này nhé, mà gọi là pháp không chúng sanh, vì xa lìa cáu bẩn, cáu bẩn là chúng sanh. Thì cáu bẩn này là gì, tức là những cái vết, những cái mà mình coi là những vết đen đây ở trên một cái tờ giấy, nguyên là tờ giấy, bây giờ tôi chấm chấm thế này thì kia, tôi vẽ hình thành cái hình con ngựa, con vua, con chúa gì đó hết giờ rồi hả? Tôi nghe kêu lắc tôi còn hết giờ rồi, tôi hỏa cái sợ không sợ gì, sợ cái chị leo cái chùa đi giống gì hết á, leo cái chùa đi khổ lắm.
Cái chữ cáo bẩn, thêm từ chữ tại sao gọi là cáo bẩn ha. Là trên cái này là mình vẽ cái hình dáng trên này, vẽ hình trên giấy, thì cái giấy này thực sự đã đúng là cáo bẩn, tức là một cái gì nó bám vào, giống như bụi bẩn nó bám vào, nó thành cái hình dáng này, mình dùng nó lại thành cái hình, thì cái dựng cái chữ đó tạo thì gọi là cáo bẩn. Thì cái ngã cũng vậy, tai mắt môi lưỡi mình ráp nó lại để mình gọi là con người, cũng như vẽ trên tấm giấy vẽ cái này để làm cái người. Cái thứ nhất là chúng sanh này, cái thứ hai là thọ mạng. Là từ cái chúng sanh kia, thọ mạng, đây gọi là cái chữ thọ mạng, như thực sự đây á, là mạng căn, là sự sống, cảm giác sự sống. Rồi cái phần mà chúng sanh kia là phần vật chất, nó gồm có thể xác rồi, đời sống tồn tại bằng thể xác rồi. Nhưng mà qua này có một cái tồn tại nữa, gọi là mạng căn, tức là tồn tại của linh hồn. Là khi tôi nằm ngủ, cái sattva là cái chúng sanh, cái hữu tình thân thể nó vẫn còn đó. Nhưng mà tôi đi chơi mất, tôi nằm cái giường này, tôi thấy đi bên Mỹ cái tàu để chơi, thì cái gì đi thì người ta nghĩ phải có được một cái linh hồn, tức là cái jiva. Nhưng mà nó chưa đi luôn, cho nên sự sống còn, nó đi luôn thì mất luôn, thành ra cái tồn tại phải có một cái ngã, có một cái ta, một cái ta trong tồn tại thì nó sống đó, mà nó đi thì chết. Thành ra mình đang ngồi như thế này, người ta hồn cái giật mình, hồn bắt phù thể, cái hồn liệt khỏi xác, ngay giật mình nó mất hồn, không được, cái đạo chưa mất hồn là chết luôn, cái hồn nó là cái jiva, cái tạo thành sự sống, đó là một cái từ ngã nữa. Rồi cái thứ hai là con người, thì cái này mới thứ ba, nó cái là bổ đặc gia la phút ca la, cái sự sống kia ấy, lại con vật nào cũng có cái sự sống hết đó. Thể sinh vật phải có sự sống mọi lúc nhúc mà này, nhưng mà sự sống này bây giờ ở con người nó rõ ràng hơn. Con người bao dùng khái niệm rằng đây là ta, đây là không phải ta, đây là người khác, đây là ngôi thứ nhất, đây là ngôi thứ hai, đây là ba, đây là tao, đây là mày, đây là nó, đây là tôi, đây là anh, đây là những chúng nó, bao giờ có khái niệm vậy. Thì ta không phải là người khác, thấy chưa? Đó, thì tạo thành đây là một khái niệm, cái ta, cái này là một cái chính này, cái này mới dẫn tới những cái tích lũy này. Vì cái ta không phải là người khác, ta sẽ như thế này, ta phải như thế kia. Hôm nay thì ta, bây giờ ta đói thì mai ta phải no, hôm nay ta là ăn mày, mai ta phải là nhà giàu, hôm nay ta là ông này, mai ta phải khác. Ta người ta là cái chính, hình thành cái ta này, một cái Pukala này là bằng cái ta. Và thì khi Phật giảng giáo lý Phật, căn cứ trên cái vô ngã này, dạy cái vô ngã này, diệt trừ cái vô ngã này, tức là muốn giải thoát khổ thì phải thoát cái vô ngã này. Giống như người ở ngoài đời là muốn đau khổ thì có cái quên mình đi, nên nó khổ thôi. Mà nhiều khi quên quá bị phản bội thất tình quá rồi bây giờ bên sao chỉ uống rượu thôi, uống rượu là say rồi quên, mà hết say thì nhớ là tức nữa. Cái điên là hết điên, là không quản biết mình ai nữa, là khó khổ, điên là quên hết luôn. Thì trong này không có dạy cho điên, nhưng mà mới dạy cho làm cái nào không thấy cái ngã, cho nên cái ngã chỉ là cái ảo giác, giống như thấy dòng sông vậy đó. Dòng sông mình gọi là còn rất lắm, như một tờ ngã đó, không có cái gì tồn tại một cái dòng sông, mà do cái ảo tưởng của mình thì dạo dòng sông thôi. Cái đây là một cái tờ ngã, tập cho cái đó này. Thì do nó động tới cái này, thì bây giờ trong này kiểm điểm là cái ngã thế nào, thực sự là cái ngã thế nào, là chúng sanh kiểm giới cái này. Thì cái phần giáo lý Phật giáo dựa trên vô ngã, mà đây không có cái ngã. Thực sự là trong này á, là trong cái đại thừa về sau này nữa, nó bắt đầu nó cái ngã là chỉ tập trung đến cái ngã, đó là tâm lý, bị nó diệt trừ cái cảm giác vì cái ngã này thôi, nó đi vào niết bàn. Nhưng mà cái khái niệm ngã nới rộng ra, chúng ta nhìn cái dòng sông biết nó là dòng sông, và gọi nó là sông Hương, mà nó sông Cửu Long, thì cho nó cái từ ngã, nó có một cái bất biến nó, thì cái đó vật bên ngoài nó vẫn có một cái ngã, nha. Cái ngã đó nó không có cảm giác con người, nhưng mà có cái ngã, tức là một cái tồn tại và có cái ngã. Chúng ta nhìn vật mà nó không có như một cái từ ngã, chúng ta không biết nó là cái gì.
thành nó vượt từ cái ngã trước bên ta và vượt từ cái ngã bên ngoài, tức là khái niệm cái ngã bên ngoài mới vượt hết, vượt hai cái ngã này mới là giải thoát. Nhưng mà thường vượt hết ngã này mới là thành Phật được, tức là giáo lý sau thêm một cái nữa. Cho nên ba câu đầu nói rằng là pháp gọi là pháp không chúng sanh sai liệu có bẩn, từ thân nó đã là vô ngã rồi. Dù mua không, nó vô ngã, vô ngã rồi, không cần phải học bằng chứng nữa, đạt tới dễ đó, không cần thay đổi gì, là không còn cái gì chứng ngộ, từ nó là vô ngã rồi. Nhưng mà cái vô ngã này, thực pháp này là gì? Nó nằm ngay ở cả bên ngoài. Pháp tức là mọi hiện tượng bên ngoài, chứ không phải đơn giản như con người thôi. Cái ngày chúng ta biết cái thế giới này, biết cái xã hội với thế giới này nó hạn chế, là vì mình chỉ biết thân mình thôi, là cái ngã thôi. Còn sau ngày bây giờ tôi nhìn nó cả cái sầu cả vũ trụ thiên nhiên nữa, hết cả vũ trụ nữa, thì đất đá cây cối thì nhìn nó không có một cái ngã nó tồn tại. Thì đây là tới gọi hai cái nhân vô ngã, pháp vô ngã. Cái thứ nhất là Pudgala là con người, không có ngã. Còn pháp là mọi hiện tượng, không có cái nào có một cái bản thể tự chủ hết, là dựa theo hai cái ngã. Đây là một cái pháp chân về sau của đại thừa. Bạn nó hơi dài chút phải không? Dạ. Nghĩ cho hi. 8:55 5 phút. Dạ. Rồi để bữa chàng nói, nhưng mà nó dài như thế này là không đủ giờ nghe. Học thêm nữa. Hey. Là bậc thầy là cái anh ngoài nhắn tin. Có một con cá sấu ngoài khả năng tôi đi chưa bây giờ.